Xin chào tất cả các anh chị, mình có mặt trong buổi tối ngày hôm nay các anh chị ha. Hôm nay sao nó ít người quá vậy các anh chị? Hôm nay sao bạn thấy nó vắng quá vậy ta? Bình thường là lớp này là phải tới 500 đấy các anh chị ạ. À, hôm nay cái nội dung rất là quan trọng cho các anh chị, nên là nếu mà anh chị nào mà mình có đối tác, anh chị là đối tác người mới thì các anh chị mình share về nhóm giúp Hằng ha. Share link về nhóm để cho mọi người có thể vào học nha. À, đây là một cái nội dung mà nó cực kỳ quan trọng cho cái thời gian đầu tiên khi mà các anh chị bước chân vào lĩnh vực kinh doanh bán hàng. Các anh chị, kinh doanh của mình là kinh doanh về tư vấn, cho nên cái kỹ năng về chốt sale nó là một cái kỹ năng rất là quan trọng ha. Nên là để mà mình có thể bán được rất là nhiều sản phẩm trên kệ hàng của Rappi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học một nội dung về chốt sale. Cả nhà mình nghe rõ hàng không ạ? Nếu mà cả nhà mình nghe rõ thì mình có thể là comment cùng chat rõ đúng không ạ? À, có nhiều anh chị nói chào cô giáo, trời ơi, Hằng làm diễn giả bình thường đó các anh chị, không phải cô giáo nha. Ok các anh chị, rồi à, Hằng là người đào tạo thôi các anh chị, người trainer thôi. Ok các anh chị ha, rồi xin chào mọi người nhé, rồi xin chào cả nhà. À, cả nhà mình ăn tối chưa ạ? Cả nhà mình ăn tối chưa các anh chị? Không biết là mọi người mình có ai mà gọi là chưa ăn tối, và tối ngày hôm nay thì mình đang dành cái thời gian mà thay vì mình đi chơi đi nhậu nhẹt xong rồi xem phim rồi vui vẻ với người thân của mình, hoặc là ở cạnh con cái mình học hành các kiểu đúng không, giúp cho con học, thì mình đã dành chọn cái thời gian ở đây. Thay vì vậy thì mình đã dành chọn thời gian ở đây để mình học tập. À, các anh chị mình hãy chúc mừng cho cái sự quyết định đúng đắn của các anh chị, bởi vì đây là một cái nội dung mà có thể trong thời gian đầu các anh chị là những người mới, các anh chị là những anh chị đối tác mới, và các anh chị mình sẽ cần phải, người ta gọi là muốn biết thì phải hỏi, mà muốn giỏi thì phải học đúng không ạ? Thì trong cái thời gian đầu tiên là thời gian đầu tiên các anh chị cần phải học thật nhiều cho Hằng, học cho đến khi nào mà các anh chị nắm đủ kiến thức và đủ cái sự tự tin thì các anh chị mình có thể là nhả ra được chưa, là mình học ít lại một tí xíu. Chứ còn thời gian đầu mà các anh chị mình, nếu mà mình đi kinh doanh mà mình không biết á, thì nó giống như là một canh bạc thì với các anh chị, đúng không? Mình không biết một cái kiến thức gì về kinh doanh, mình không biết một cái kiến thức gì về bán hàng, về sản phẩm, về chốt sale, thì làm sao mà chúng ta có thể trở thành một cái người kinh doanh thành công được. Nên đó là cái quy trình mà bắt buộc trong lại lĩnh vực kinh doanh này, đó là các anh chị phải tìm hiểu và phải học tập thật là nghiêm túc. Thì ở đây Hằng thấy có rất là nhiều anh chị á, vừa nằm vừa học này, rồi có nhiều anh chị là vừa ăn ăn cơm vừa học này, rồi ok ăn cơm cũng được các anh chị, nhưng mà nếu như mà ấy thì các anh chị cố gắng là mình ăn cơm nhanh nhanh một tí xíu, hoặc là các anh chị mình làm sao đó mình thật sự tập trung ở một cái góc nào đó, được chưa? Mình cố gắng là mình học nghiêm túc một tí xíu. Nói chung mình có thể làm những cái việc khác và mình học cũng được, không có sao hết, nhưng mà nó không tốt cho mình thôi các anh chị, nó không là chỉ là nó không tốt thôi, tức là mình không có nghiêm túc, mình không có ghi chép, mình không có sổ này, mình không có bút này, thì mình sẽ không có được cái kết quả tốt vậy thôi các anh chị. Tại vì sao, người ta nói là học á, là nó sẽ khi mình nghe các anh chị, khi mình nghe một kiến thức, mình tiếp nhận một kiến thức á, thì nó sẽ đi từ cái lỗ tai này sang cái lỗ tai kia đúng không ạ? À, đi từ lỗ tai này sang lỗ tai kia và nó đi luôn các anh chị. Nên là nếu như mà buổi sáng các anh chị học thì tới chiều các anh chị sẽ quên, và tới tối là các anh chị ngủ xong sáng ngày hôm sau thức dậy là các anh chị quên gần như là 50% cái nội dung rồi. Qua qua ngày qua một ngày nữa, mà qua một tuần nữa thì thôi, Hằng nói các anh chị là quên sạch sẽ không còn gì luôn. Cho nên một cái trí nhớ siêu phàm nó vẫn không bằng một cái viết chì cùng các anh chị, được không ạ? Cho nên cố gắng giúp cho Hằng là sử dụng một cuốn sổ và một cây viết các anh chị. Ở đây mình sẽ có một cuốn hai cuốn sổ, một cuốn sổ kế hoạch và làm việc mục tiêu của mình trong kinh doanh, thứ hai là một cuốn sổ về kiến thức về kinh doanh. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cuốn sổ kiến thức, được chưa? Mình sẽ sử dụng cuốn sổ kiến thức, và các anh chị giúp cho Hằng lấy thêm một cái viết. Các anh chị cũng đừng có một cái thói quen là học mà chụp màn hình nha. Hằng có nhiều anh chị ngồi học không ghi chép đâu, nhưng mà cuối giờ lại xin cái slide rồi xong được chụp màn hình. Các anh chị chụp màn hình, Hằng cũng từng học cái cách đó rồi, nhưng mà học chụp màn hình xong là về nhà là bộ nhớ máy, bộ nhớ của máy điện thoại mình ấy nó nặng quá, tại vì mình chụp hình quá nhiều, xong rồi nó nặng quá, xong mình thoát ra luôn các anh chị, mình xóa luôn, thì lúc này nó sẽ không có, nó không có còn cái gì để cho mình có thể là lưu trữ lại thông tin nữa đúng không? Nên là cái gì nó phải ra cái đó các anh chị. Máy tính thì chỉ lưu những cái gì mà hình ảnh, những cái video giữ kiện kỷ niệm của mình thôi đúng không? Điện thoại mình chỉ nên chụp hình quay phim, còn dạ là sổ, là sinh ra là để ghi chép các anh chị.
bút là sinh ra là để ghi nốt, được chưa? Nên là các chị muốn có được kết quả tốt thì mình sẽ có một cái thái độ học tập đầu tiên. Đấy, Hằng thấy rất nhiều anh chị đã đứng dậy và đi lấy sổ và lấy viết, là chuẩn bị là sẵn sàng cho cái buổi tối ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Hằng nói với các anh chị luôn là Hằng có một cái quy trình đào tạo các anh chị. Thực ra là trước đây Hằng chia sẻ với các anh chị là bản thân Hằng là người đi kinh doanh online, và trước khi đến với Shopee thì Hằng đã kinh doanh về truyền thống. Hằng có một cái khoảng thời gian rất là dài, Hằng vừa kinh doanh truyền thống, Hằng vừa kinh doanh vừa đi làm công ty, và Hằng luôn làm một cái nhiệm vụ đó là Hằng sẽ quản lý sale cũng như là đào tạo cho những anh chị nào mà không biết về kỹ năng bán hàng ấy, thì Hằng là chuyên về đào tạo sale. Cho nên là Hằng kinh nghiệm về sale của Hằng là một thời gian rất là dài. Nên là nếu như mà ngày hôm nay các anh chị muốn học về cái kỹ năng làm sao các anh chị có thể chốt sale mọi sản phẩm, thì đây là một cái chương trình mà các anh chị mình phải lưu tâm đến. Bởi vì ở trong cái lĩnh vực kinh doanh này này, các anh chị kinh doanh online với Shopee, thì cái kỹ năng chốt sale là kỹ năng cực kỳ quan trọng. Bởi vì chúng ta là sàn thương mại điện tử tư vấn nè, cho nên cái việc mà chúng ta tư vấn và chốt sale khách hàng nó là một cái kỹ năng gần như là Hằng với 4 năm kinh nghiệm tại Shopee, thì Hằng thấy là cái kỹ năng chốt sale, ai mở trong kinh doanh này mà chốt sale, kỹ năng sale càng tốt á, là các anh chị bán mọi sản phẩm và các anh chị có thể thành công được đi rất là lâu dài với lại Shopee luôn các anh chị. Nên là kỹ năng chốt sale đối với Hằng là kỹ năng mà Hằng làm tốt nhất từ trước đến giờ luôn. Được không ạ? Nên Hằng có thể bán những cái sản phẩm từ kem chống nắng cho đến sữa rửa mặt, cho đến những cái vitamin, giá sữa nó rẻ rẻ thôi, vài trăm nghìn, nhưng mà Hằng cũng có thể bán được những cái sản phẩm lên tới hàng chục triệu đồng các anh chị. Thì để mà chúng ta có thể bán được những cái sản phẩm, tất cả mọi sản phẩm như vậy, thì chúng ta cần có cốt lõi về kỹ năng chốt sale, được chưa? Và ngày hôm nay thì Hằng sẽ chia sẻ các anh chị về cái quy trình để các anh chị có thể trở thành một người chốt sale, một người best seller, một người chuyên gia về lĩnh vực bán hàng, và một người gọi là có thể sale bất kỳ mọi sản phẩm nào luôn. Thì các anh chị có hào hứng không ạ? Nếu như mà các anh chị hào hứng thì các anh chị hãy comment lên phần group chat là các anh chị đã sẵn sàng với nội dung học ngày hôm nay, được không ạ? Hào hứng không ạ? Hào hứng không? Các anh chị comment hào hứng nha. Sẵn sàng cũng được. Hào hứng sẵn sàng thì cũng được các anh chị. Ok các anh chị. Rồi, hào hứng các anh chị. Mình học là mình phải năng lượng, mình phải hào hứng lên, đúng không? Chứ không ai học mà thấy mặt buồn buồn ngủ. Hằng hằng đào tạo mà Hằng nhìn thấy các anh chị buồn ngủ quá là Hằng về Hằng Hằng kiểu như tối về Hằng nằm Hằng khóc hu hu luôn đó các anh chị. Là công như là công ty là đuổi luôn, đuổi việc luôn các anh chị. Đuổi việc luôn ạ. Ok chưa ạ? Rồi, mình hào hứng lên các anh chị nha. Học tập mình phải có năng lượng vào, năng lượng nó mới tạo ra ngân lượng. Còn mình không có năng lượng, cái mặt mình lúc nào nó cũng buồn buồn, nó là giống như kiểu mất sổ gạo các anh chị, đúng không ạ? Rồi đấy, Hằng thấy có chị Biên Thùy cười rất là xinh, rất là tươi, anh Quốc Nguyễn cũng đang cười, chị Huế cũng đang cười, đúng không ạ? Trời ơi, chị Huế, chị Huệ gì đấy đấy, em không biết sao các anh chị để nhớ, để tên để dấu nha, để em đọc cho đúng tên, chứ không đọc đúng tên lại trách em sao không biết tên. Ok các anh chị, rồi mình giao lưu với nhau tí xíu, bây giờ mình bắt đầu vào cái nội dung ngày hôm nay nha. Ok cả nhà, rồi học với Hằng là phải vui, học với Hằng là phải nãy giờ các anh chị chưa, hình như chưa biết tên Hằng đúng không? Hằng tên là Hằng Phạm các anh chị nha. Hằng Phạm, nickname của Hằng là Kaylee các anh chị. Rồi. Rồi. Kaylee nên là hơi lì một tí xíu các anh chị. Làm Robby đến nay là 4 năm rồi đấy. Mới có 300 mấy chục người các anh chị. Share nhiều vào, share mạnh tay vào cho những anh chị nào mà trong nhóm của mình mà bán hàng dở dở vào đây. Vào đây nghe Hằng đào tạo xong là về là ra đường là bán hàng là như một cái người chuyên nghiệp luôn các anh chị. Ok các anh chị ha, nói cho các anh chị vui vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra là sau sau những cái buổi đào một cái buổi đào tạo này thì nó cũng không thể giúp các anh chị trở thành người bán hàng xuất sắc được đâu, nhưng mà ít nhất các anh chị nhìn được cái tổng quan về cái lĩnh vực bán hàng. Sau cái buổi này các anh chị sẽ có rất nhiều những cái buổi thực chiến kinh doanh nữa, thì các anh chị sẽ học từ từ và các anh chị sẽ bắt đầu các anh chị bán thử. Sau khi các anh chị bán hàng xong, các anh chị quay lại, các anh chị lại học lại cái nội dung này của Hằng, thì các anh chị sẽ thấy là cái kỹ năng của mình nó sẽ được thay đổi rất là nhiều. Ok không các anh chị? Rồi. Ok các anh chị nào mình không bật cam được vì một cái lý do nào đó thì thôi không sao cả, các anh chị cũng không cần phải xin phép Hằng đâu ạ. Hằng chỉ cần các anh chị là gì, đang thực sự là đang nghiêm túc, được chưa? Thật sự là nghiêm túc ở mình ngồi và mình có cuốn sổ mình ghi chép là được. Ok nhá. Nó tốt cho các anh chị thôi, còn nếu mà các anh chị bận thì thôi không sao ạ. Rồi, học và chủ yếu là phải vui, phải năng lượng.
ha. Rồi quy trình bán mọi sản phẩm cùng với Shopee các anh chị, quy trình bán hàng mọi sản phẩm cùng với Shopee. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái nội dung như sau. Chúng ta sẽ đi qua những cái nội dung để chúng ta có thể trở thành một cái người best seller tại Shopee các anh chị. Đầu tiên á là chúng ta sẽ có một cái tư duy đúng. À, trước khi người ta gọi là gì? Trước khi mà bạn muốn có được cái kết quả thì đầu tiên bạn phải có cái tư duy. Tư duy nó sẽ tạo ra suy nghĩ. Suy nghĩ nó nhận thức nó sẽ tạo ra hành động và hành động nó sẽ tạo ra cái kết quả các anh chị nhé. Vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải có một cái tư duy đúng về một cái người bán hàng xuất chúng là như thế nào. Bước thứ hai chúng ta cần có tìm kiếm những cái dòng sản phẩm và những cái lựa chọn những cái BDB là nhà cung cấp các anh chị, nhà cung cấp, nhà cung ứng sản phẩm phù hợp. Bước thứ ba là chúng ta sẽ làm sao đó để mình có thể có một cái mục tiêu kinh doanh cho chính bản thân của mình. Và bước thứ tư chúng ta sẽ lập một cái kế hoạch hành động. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ chốt sale và chăm sóc khách hàng. Chúng ta sẽ đi qua những cái nội dung này các anh chị ha. Đa phần sẽ là những cái nội dung mà nó sẽ là nền tảng. Để các anh chị học xong, các anh chị biết là các anh chị sẽ kinh doanh tất cả những cái sản phẩm nào cũng được các anh chị. Sản phẩm giá rẻ hay sản phẩm giá đắt là hàng cân hết cho các anh chị. Được chưa? Cân hết luôn các anh chị nha. Rồi, đã tăng lên con số là 350 rồi. Lên mạnh mẽ nữa các anh chị. Lên mạnh mẽ nữa các anh chị. Bình thường thằng đào tạo là 5-600 người. 5 giờ sáng mà các anh chị học hàng thì thường thường là tới phải tới 1.000 người. 5 giờ sáng các anh chị, hàng đào tạo là phải 1.000 người học tham gia các anh chị. Các anh chị cứ vào, các anh chị hỏi Robby, hỏi các anh chị trong Robby là các anh chị sẽ biết là thằng Phạm là chuyên đào tạo về bán hàng. Chuyên đào tạo về người bán hàng xuất chúng các anh chị. Rồi, ok các anh chị, ở đây thì Hằng sẽ đặt cho các anh chị một cái câu hỏi. Tức là chúng ta sẽ giao lưu tí trên phần khung chat các anh chị nha. Chơi màn hình hả? Ok, các anh chị đợi chút xíu. Hằng sẽ share lại nha. Hôm nay Hằng mới học được cái kỹ năng là share màn hình không bị che. Đây. Ok chứ các anh chị. Rồi. Ok rồi nha. Ok chưa ạ? Ôi hôm nay chị Hương Duyên cũng vào nữa hả? Chị Hương Duyên là học bao nhiêu rồi bây giờ còn vào học em nữa. Đấy. Rồi. Được chưa ạ? Ok rồi nha. Rồi. Rồi các anh chị, đầu tiên thì cho Hằng đặt một câu hỏi với các anh chị như thế này, đó là gì ạ? Là một cái người bán hàng giỏi là một người như thế nào các anh chị? Theo các anh chị, một best seller, một người bán hàng xuất sắc là người như thế nào các anh chị? Theo các anh chị, một người bán hàng xuất sắc là một người họ sẽ có những cái tố chất như thế nào, hoặc là họ sẽ là người như thế nào và họ sẽ phải làm gì để mà họ có thể trở thành một cái người bán hàng giỏi các anh chị? Người bán hàng giỏi là người như thế nào ạ? Người thấu gì ạ? Là người thấu hiểu khách hàng đúng không? Người bán hàng giỏi là người sẽ tư vấn tốt và có khả năng thuyết phục tốt đúng không các anh chị? Giải quyết vấn đề cho khách hàng, hiểu biết về sản phẩm chính xác, bán được nhiều hàng đúng. Các anh chị tương tác nhiều nha. Học mình tương tác, mình cào bàn phím cho nó đỡ buồn ngủ các anh chị. Mình đừng có học mà mình kiểu là mình chỉ ngồi mình chống cằm mình nghe những này buồn ngủ lắm. Ca sĩ hát hay hay không là nhờ tiếng vỗ tay của khán giả đúng không? Vậy thì Hằng đào tạo người là giáo viên giảng hay hay không ấy, là nhờ vào các học trò có tương tác với mình hay không đúng không ạ? Còn Hằng đào tạo các anh chị chia sẻ, các anh chị muốn Hằng chia sẻ hết hết tới 12 giờ đêm luôn Hằng cũng ngồi với các anh chị nữa, nhưng mà các anh chị phải thể hiện cái năng lượng của các anh chị cho Hằng đúng không ạ? Bán nhiều và chăm sóc sau bán hàng, khai thác được nhu cầu của khách hàng, chốt sale nhiều, am hiểu sản phẩm, hiểu khách hàng cần gì. 350 mấy các anh chị mà mới đâu có chưa được 100 cái comment nữa, trời ơi. Đấy, chưa được 100 cái comment các anh chị. Trời ơi, buồn rầu quá. Best seller là như thế nào các anh chị? Best seller là như thế nào ạ? Các anh chị cứ nói ra nó thoải mái. Biết thông tin và nhu cầu của khách hàng. Là giống Hằng Phạm. Chị Thanh Tâm dễ thương quá. Rồi. Tìm hiểu về sản phẩm và nhu cầu khách hàng. Rồi ok các anh chị, chốt đơn mỏi tay, là người có sức ảnh hưởng, khách tự tìm đến, hiểu sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm. Rồi ok các anh chị, đa phần các anh chị sẽ nghĩ rằng là gì? Một cái người bán hàng giỏi là một người gì các anh chị? Một người hiểu khách hàng, một người có cái tính thuyết phục cao, một người có thể là có nhiều kiến thức về sản phẩm, một người có thể là bán hàng bằng câu chuyện, một người là chốt sale tốt, một người có doanh số cao đúng không các anh chị, bán được nhiều sản phẩm là một người bán best seller. Thì Hằng sẽ cho các anh chị thấy đây là một cái khái niệm các anh chị, một cái khái niệm cũ, tức là đa phần các anh chị sẽ nói rằng là gì, người bán hàng giỏi, một cái người bán hàng giỏi là người bán những cái dòng sản phẩm mà tức là
có thể có khả năng được thuyết phục và tư vấn được cho khách hàng. Thường thường là các anh chị sẽ nói như vậy, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị sẽ nghĩ rằng là người bán hàng là phải học thật nhiều về kiến thức sản phẩm, phải am hiểu rất rõ về sản phẩm và bán những gì mình có, đúng không các anh chị? Nhưng mà các anh chị, chuyên gia bán hàng là một người gì các anh chị? Thấu hiểu được cái vấn đề và nỗi đau của khách hàng. Cái này là cái quan trọng nhất trong bất kỳ một lĩnh vực nào. Khi mà anh chị là một cái người thấu hiểu vấn đề và các anh chị hiểu được cái tâm lý và nắm bắt được tâm lý của cái khách hàng của các anh chị ấy, trong lĩnh vực của các anh chị, thì đó là lúc mà các anh chị sẽ có được tất cả mọi thứ và các anh chị có thể bán được tất cả mọi thứ luôn các anh chị. Các anh chị hiểu không ạ? Bởi vì sao? Một người chuyên gia bán hàng là người sẽ đưa ra một cái giải pháp và cho khách hàng của mình có những cái sản phẩm, có những cái sản phẩm có thể giải quyết được những cái vấn đề của họ các anh chị. Các anh chị đưa ra một cái giải pháp và với cái sản phẩm của mình là chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề và nỗi đau mà khách hàng đang gặp phải. Đôi khi các anh chị nghĩ rằng trong chốt sale chúng ta sẽ nói rằng là dạ, cái sản phẩm này là tốt nhất trên thị trường, công ty của mình là công ty số 1 tại Việt Nam. Đó là những người nói láo ăn tiền các anh chị. Quảng cáo nói láo ăn tiền, đúng không? Khách hàng người ta luôn có một cái tư duy như vậy về một cái người bán hàng. Họ luôn nghĩ rằng người bán hàng nói xạo và luôn luôn nói nổ lên. Mẹ hàng đó các anh chị, mỗi lần mà đi đâu á mà mua một cái gì á mà người ta cái bạn sale á, cái bạn bán hàng á, bạn tư vấn và bạn nói mẹ hàng cái này tốt lắm cô ơi, cái này kia tốt lắm. Thế là mẹ hàng cứ khều khều hàng và sau đó là về nhà nói rằng là trời ơi, đương nhiên nó bán cái đó, cái đồ đó của nó phải nói là nó tốt nhất chứ giờ không lẽ nó nói dở nhất. Tức là mẹ hàng là một người bán, một người rất bình thường các anh chị mà lớn tuổi nữa mà lại còn biết hiểu biết đến cái mức độ như vậy. Thì theo các anh chị nghĩ là khách hàng các anh chị có đủ thông minh để họ nhận ra cái điều đó không? Cho nên một người bán hàng chuyên nghiệp, một người bán hàng xuất sắc các anh chị thực sự là giỏi á, là một cái người mà có thể khiến cho khách hàng. Trong cái cuốn sách của Brian Tracy các anh chị, hàng chỉ các anh chị một cái cuốn sách là những đòn tâm lý trong bán hàng. Các anh chị ghi lại cái đầu sách này và về nhà tìm học cho hàng. Những đòn tâm lý trong bán hàng của Brian Tracy các anh chị ha. Brian Tracy là diễn giả, đây các anh chị, Brian Tracy hàng viết tiếng Anh đây nha. Nhưng mà các anh chị đánh cái chữ đó là nó sẽ ra liền các anh chị nhé. Brian Tracy các anh chị, đây là hàng giới thiệu cho các anh chị nha. Đấy, là tác giả của cuốn sách là những đòn tâm lý trong bán hàng các anh chị. Hoặc là các anh chị có thể đọc về bậc thầy bán hàng đỉnh cao của Rick Tillett cũng được. Nhưng mà cái cuốn sách mà đã thay đổi hàng từ một cái người không biết bán hàng, từ một cái người bán hàng rất dở tệ các anh chị, trở thành một cái người bán hàng tốt như bây giờ, bạn có thể đào tạo lại cho các anh chị. Bởi vì hàng phát hiện ra một cái vấn đề rất là lớn ở trong cái việc là những cái người bán hàng tầm thường và cái sự khác biệt đối với những cái chuyên gia bán hàng như thế nào các anh chị. Những chuyên gia bán hàng trong cuốn sách của Brian Tracy thì có nói một câu như thế này, tức là bạn phải làm sao để mà cái người khách hàng của bạn ấy họ không có một cái cảm giác rằng là bạn đang thò tay vào túi của họ để moi tiền của họ các anh chị, mà bạn phải làm cho họ có một cái cảm giác rằng là gì, họ phải tự tay thò vào túi của họ và lấy tiền để trao cho bạn, bởi vì họ rất khát khao mong muốn có được cái sản phẩm và dịch vụ của bạn một cách tự nguyện, một cách chủ động các anh chị. Một cái người bán hàng xuất sắc là một cái người mà phải khiến cho khách hàng cảm thấy rằng cái sản phẩm này là quá phù hợp với họ. Cái sản phẩm này là gì? Quá phù hợp và quá tốt và có thể giải quyết được, giống như kiểu là sinh ra để dành cho tôi vậy đó. Các anh chị nhung ạ, đấy có anh chị đã chụp sẵn cái màn hình lên luôn rồi các anh chị. Cảm ơn chị Diễm Trúc ha. Đấy là những đòn tâm lý trong bán hàng. Nó rất là hay các anh chị, nó nói về những cái uẩn khúc trong bán hàng của một cái người đi bán hàng thường hay gặp những cái vấn đề về tâm lý như thế nào. Thì mình sẽ được giải quyết ở trong cuốn sách này luôn, rất là hay. Và sau đó mình cần phải có làm những cái điều gì thì trong cuốn sách này nó cũng nói luôn. Những người bán hàng, những chuyên gia bán hàng họ phải hiểu cái nỗi đau, tâm lý, vấn đề của khách. Và sau đó đưa ra cái giải pháp và cái sản phẩm của mình là cái giải pháp để giải quyết cho họ các anh chị. Được chưa? Và nếu các anh chị là một chuyên gia bán hàng, các anh chị chỉ cần hiểu nền tảng thôi. Các anh chị chỉ cần hiểu nền tảng thôi. Thì hàng nói hàng ngàn sản phẩm trên kệ của Robby, các anh chị bán tất cả, không chừa một cái sản phẩm nào các anh chị. Tất cả sản phẩm các anh chị đều sẽ được, tất cả sản phẩm các anh chị đều sẽ bán được hết luôn. Ngày xưa hàng nói các anh chị ở đó, 500.000 hàng cũng bán, 5 triệu hàng cũng bán, mà 50 triệu hàng cũng bán được các anh chị. Thậm chí có những cái dự án bất động sản hàng cũng bán được luôn. Nó đơn giản là bởi vì sao? Mình hiểu được cái nguyên tắc về nền tảng bán hàng.
mình thấu hiểu được tâm lý của khách hàng thì mình bán cái gì cũng được. Giống như kiểu mình nói cái gì khách hàng cũng nghe các anh chị ha. Còn cái người bán hàng bình thường ấy, thì họ chỉ nghĩ rằng là gì, nhiều anh chị vào đây ấy, có đặt một cái câu hỏi với Hằng là gì, Hằng ơi sao thấy sản phẩm ở đây giá nó cao quá em, cái sản phẩm ở đây nó hơi đặc thù, nó khó bán, nó không có thương hiệu trên thị trường. Nhiều anh chị nói như vậy ấy, các anh chị, nhưng mà thương hiệu để làm gì? Nếu như sản phẩm có thương hiệu mà ở ngoài nó ngang nhãn ra những cái dòng sản phẩm mà nó nhái, những cái thương hiệu nó nhái nó giả, các anh chị làm sao biết được chất lượng của nó như thế nào? Cái quan trọng nhất, cái khách hàng người ta không có cần về cái thương hiệu, các anh chị, khách hàng người ta cần một cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thì Dropy mình làm được cái điều đó, tất cả những sản phẩm đưa lên kệ Dropy đều có nguồn gốc xuất xứ thì giấy tờ rõ ràng, các anh chị, nhà cung cấp, nhà cung ứng là người ta doanh nghiệp đàng hoàng không phải cá nhân, hình dung mà. Còn khách hàng người ta cần là gì? Cần là giải quyết được cái vấn đề của họ, chứ không phải là cần một cái sản phẩm có tiếng, các anh chị, đúng không ạ? Có tiếng nhưng mà không có giải quyết được vấn đề cho họ, xài người ta cũng bỏ đi, đúng không ạ? Nên là gì, cái quan trọng là các anh chị phải cho khách hàng người ta thấy được cái chất lượng và cái hiệu quả mà sản phẩm này nó mang lại cho họ như thế nào, và họ có cảm nhận như thế nào về những cái dòng sản phẩm mà họ đang sử dụng. Và dịch vụ mà chúng ta cung cấp cho họ là một cái dịch vụ chăm sóc, Robby trả cho các anh chị tới 30-45% trên một sản phẩm. Để mục đích là gì? Các anh chị tư vấn và chăm sóc khách hàng kỹ lưỡng vào, đúng không ạ? Thay mặt nhà cung cấp để mà chăm sóc khách hàng cho nó kỹ vào, để khách hàng người ta có một cái gọi là dịch vụ tốt nhất, dịch vụ chuẩn 5 sao. Hình dung ạ? Lý do tại sao mà Hằng nói với các anh chị này, cũng là một cái dịch vụ, cũng là một cái dịch vụ. À, nhưng mà khi mà các anh chị đi vào ở một cái nhà nhà nghỉ khoảng tầm độ 2 3 sao, nhà 2 sao đi, nhà nghỉ thì là khách sạn 2 sao đi các anh chị ha, hoặc là khách sạn 3 sao, thì cái dịch vụ mà các anh chị trải nghiệm ở trong đó nó hoàn toàn khác với cái cảm giác mà các anh chị trải nghiệm ở một cái resort 5 sao hoặc là khách sạn 5 sao. Các anh chị đồng ý rằng điều này không ạ? À? Cho nên là cái giá tiền nó cũng khác nhau. Nhưng mà các anh chị đâu có phải là các anh chị thấy là những cái resort 5 sao là không có khách hàng đâu. Rất là nhiều resort mà Hằng đã từng đi các anh chị, nó rất là đẹp và nó rất là chỉnh chuẩn chỉnh 5 sao. Và đến đó là các anh chị cảm nhận ngay được cái số tiền các anh chị bỏ ra nó cực kỳ xứng đáng luôn. Anh chị đúng không ạ? À? Cho nên là nếu như mà các anh chị làm sao cho khách hàng cảm nhận được là cái số tiền họ bỏ ra với cái sản phẩm và chất lượng của các anh chị, làm dịch vụ các anh chị cung cấp nó đúng với cái giá đó, thì người ta sẽ hài lòng và người ta sẽ chấp nhận, các anh chị hiểu không ạ? Còn nếu mà các anh chị bán những cái sản phẩm giá rẻ mà người ta mua một lần xong rồi người ta không mua nữa, thì chắc chắn là người ta sẽ, các anh chị sẽ mất đi uy tín và họ sẽ không quay lại với các anh chị, hình dung mà. À, nên là đó là cái sự khác nhau giữa một cái người bán hàng và một chuyên gia bán hàng, các anh chị hiểu không ạ? Nên là tư duy của mình nó phải thay đổi, các anh chị, mình phải thay đổi một cái tư duy đúng về một cái người bán hàng tốt, bán hàng xuất sắc là một cái người thấu hiểu khách hàng. Hằng nhắc lại ha, thấu hiểu vấn đề nỗi đau. Nhiều anh chị bước chân vào, các chị vừa mới nghe khách hàng hỏi em ơi cái này giá bao nhiêu, em ơi cái này như thế nào, cái này công dụng sao, là các chị tư vấn như một cái máy, thì chẳng khác nào các chị giống những cái cô busy đứng ở những cái siêu thị, các chị đúng không ạ? À, thì các chị phải có một cái sự khác biệt, một sự khác biệt với những người bán hàng tầm thường. Đó là các anh chị có thể là gì, hiểu được rõ khách hàng và cho họ những thứ họ cần, các anh chị. Người ta gọi là gì, bán những thứ khách hàng cần chứ không phải bán những gì mình có. Ok không các anh chị? Ok nha các anh chị. Rồi, thứ hai đó là chúng ta sẽ nắm về cái quy trình để chúng ta có thể trở thành một best seller, các anh chị. Quy trình để chúng ta có thể trở thành một best seller thì ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 bước chúng ta sẽ trở thành một cái người best seller. À, bước 1 chúng ta cần phải học tập và nắm vững quy trình, được chưa? Nắm vững quy trình. Bước số 2, các anh chị cần phải tìm và lựa chọn những cái dòng sản phẩm và BDB phù hợp, là nhà cung cấp phù hợp, các anh chị. Bước thứ ba là các anh chị sẽ lập mục tiêu kinh doanh, lập cái mục tiêu kinh doanh. Bước thứ tư là chúng ta sẽ tiếp cận và bán sản phẩm cho khách hàng. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ chăm sóc lại những khách hàng trung thành của mình, được chưa? Thì chúng ta sẽ có những cái bước này, các anh chị ghi lại giúp cho Hằng nha. Rồi, đi kịp không các anh chị? À, đi kịp không ạ? À? Những đòn tâm lý trong bán hàng ạ, à, nhá. Rồi, đúng rồi, Brian Tracy. Ok các anh chị ha, rồi.
Ta ghi lại nha, là đây là quy trình để chúng ta trở thành một best seller. Hằng kể các anh chị ngày xưa Hằng làm cái người bán hàng rất dở luôn. Ngày xưa một tháng mà Hằng bán 5 triệu, 10 triệu là Hằng mừng mừng rớt nước mắt luôn các anh chị. Một tháng mà Hằng bán 5, 10 triệu là Hằng mừng lắm. Giống như bây giờ các anh chị, nhiều anh chị á, cũng nói rằng là à bây giờ nếu mà bây giờ tôi mà bán được 5, 10 triệu là tôi mừng lắm rồi. Đúng không? Có phải là như vậy không các anh chị? Mới vào bán được 50 triệu là mừng lắm rồi. Nhưng mà các anh chị biết Hằng bán vất vả, lăn lộn, gọi là làm đủ các kiểu luôn. Mà Hằng còn tự chạy quảng cáo nữa. Hằng hồi đó là Hằng chơi lì lắm các anh chị. Hằng chơi là Hằng lập một cái fanpage ra, xong Hằng đi thuê một cái đội bên ngoài quảng cáo, chạy quảng cáo bán cái sản phẩm của Shopee luôn. Hằng chơi như vậy luôn các anh chị. Nên là lỗ sắp mặt mấy chục triệu. Sau đó bán được doanh số 5-10 triệu thì lời nhuận đâu mà trả tiền marketing, đúng không? Cho nên là lúc đó là Hằng khóc các anh chị. Hằng khóc rất là nhiều luôn. Mà sau đó các anh chị biết không ạ? Và nhờ cái cuốn sách là những đồng đấy trong bán hàng, với lại 10 tập bán hàng đường thẳng, các anh chị có thể search trên YouTube giúp Hằng là 10 tập bán hàng đường thẳng của Jordan Belfort các anh chị nhé. Thì Hằng sẽ đề xuất cho các anh chị cái này, à, mở mở cho các anh chị cái YouTube để các anh chị xem. Ví dụ như đây này, à, các anh chị sẽ là bán hàng đường thẳng ha. Đây, các anh chị giúp cho Hằng là về nhà sẽ đọc, học thêm cái này nữa. À, cái này rất quan trọng các anh chị. Cái này là đã thay đổi toàn bộ gọi là cái khả năng bán hàng của Hằng luôn. Đây đây thì ở đây có bạn Khang là share cái bài này các anh chị ha. Rồi chắc là Hằng phải re-up, Hằng phải up lại cái bài này. Cái này bản quyền của mình quá. Rồi đây đó, là bán hàng đường thẳng các anh chị ha. Đến này là gọi là tóm gọn cho anh chị dễ hiểu. À, thì là Hằng có đào tạo một cái nội dung như vậy. Nhưng thực ra là cái nội dung này Hằng học từ Sói Già Phố Wall. Đây là một cái người gọi là idol trong những cái anh chị nào mà đi telesale thì anh chị sẽ biết về là Sói Già Phố Wall, là Jordan Belfort, là một người rất nổi tiếng và chuyên chốt sale, có một cái hệ thống là bán hàng đường thẳng rất là hay. Nó bao gồm 10 tập các anh chị. 10 tập thì các anh chị nào mà mình muốn gọi là mình đã có cái nền tảng bán hàng rồi và mình muốn bán những cái sản phẩm xịn hơn và nâng cấp kỹ năng mình lên thì mình học cái 10 tập này giúp cho Hằng. Chỉ cần các anh chị học được 10 tập này mà các anh chị hiểu rõ là các anh chị ứng dụng được là các anh chị trở thành là thắng chốt sale luôn, bán cái gì cũng được các anh chị nhé. Đây đó, 10 tập thì nó có việc sub ở bên dưới, các anh chị về nhà các anh chị học ha. À, rồi còn nếu mà khó quá, thấy 10 tập nó dài và khó hiểu quá thì quay lại học cái bài bán hàng đường thẳng của Hằng được chưa? Trời ơi, bạn Khang này bạn đăng lên mà tới 3.000 mấy luôn, trong khi bài này của mình luôn mới ghê chứ. Rồi ok các anh chị, tiếp tục ha. Rồi, Hằng chia sẻ với các anh chị về cái nội dung tiếp theo. Đấy, nhớ nha các anh chị, về đọc tìm mua cuốn sách đó hoặc là sách nói ha. Rồi bán hàng dùm cho Brian Tracy luôn, bán cái cuốn sách dành nha. Cứ lần nào Hằng đào tạo là Hằng cũng nói các anh chị là hãy mua cuốn sách đó về, hoặc là các anh chị hãy nghe trên mạng, trên YouTube nó cũng có audio nữa ha, rất là hay các anh chị. Rồi quy trình bestseller, và chúng ta sẽ bắt đầu bước một. Bước đầu tiên chúng ta sẽ là học tập về kiến thức căn bản, được chưa? Học tập về kiến thức căn bản các anh chị. Bước đầu tiên chúng ta cần phải học lý thuyết các anh chị. Đây là những cái mà chúng ta cần phải học. Một là chúng ta sẽ học lý thuyết lĩnh vực chuyên môn, được chưa? Ví dụ như các anh chị học về mỹ phẩm, các anh chị kinh doanh mỹ phẩm thì các anh chị phải học chuyên sâu. Hằng là một người các anh chị thấy là hiện tại các anh chị thấy là da của Hằng nhìn rất là đẹp, đúng không? Có thể là các anh chị thấy chưa thấy trước đây da của Hằng xấu lắm, nhưng mà từ khi vào Robby thì Hằng là thay đổi cái làn da của mình nhờ cái sản phẩm của Robby đó các anh chị. Và các anh chị biết là cái kiến thức về nền tảng về da của Hằng rất là xịn các anh chị. Hằng có thể là nhìn vào một làn da và Hằng có thể đoán được, Hằng có thể dự đoán được là cái làn da này đang gặp vấn đề gì và cho họ một cái sản phẩm để phù hợp, để có thể cải thiện cái vấn đề da của họ luôn. Thì các anh chị cần có cái chuyên môn trong lĩnh vực này, nên là bước một các anh chị cần phải học lý thuyết chuyên môn. Thì ở Robby mình có hai cái buổi đào tạo. Cái chuỗi thứ nhất là về gọi là nền tảng về dinh dưỡng, cái chuỗi thứ hai là nền tảng về sắc đẹp, tức là làm đẹp ấy, da các anh chị. Thì các anh chị cố gắng giúp cho Hằng, ai mà đi theo lĩnh vực và chăm sóc sắc đẹp thì các anh chị nên học chuyên sâu về nền tảng da, còn ai mà học chuyên về dinh dưỡng thì các anh chị nên có một cái lớp học dinh dưỡng, và đặc biệt là có những cái lớp về gia dụng. Ví dụ như các anh nam mà muốn bán những cái dòng sản phẩm như là những cái sản phẩm về gia dụng như là robot nè, kitchen nè, hoặc là những sản phẩm máy lọc nước á, thì mình cũng có những cái khóa học chuyên sâu
để giúp các anh chị hiểu rõ hơn về cái dòng sản phẩm đó, để các anh chị có thể lắp đặt hoặc là tư vấn và chăm sóc khách hàng, bảo hành khách hàng luôn. Thì chúng ta cần phải học lĩnh vực lý thuyết, lĩnh vực chuyên môn, được chưa? Cái đó được gọi là lý thuyết chuyên môn về ngành lĩnh vực về làm đẹp, về ngành lĩnh vực chăm sóc da, chăm sóc sức khỏe và hàng gia dụng, thì chúng ta có lý thuyết chuyên môn, được chưa? Là tối thứ sáu, thường thường tối thứ sáu sẽ có là lúc 19:30 anh chị, hoặc là các anh chị lên YouTube, các anh chị search cái chữ là gì, nền tảng về dinh dưỡng Dropy là nó sẽ ra, hoặc là nền tảng về sắc đẹp của Dropy là nó cũng sẽ ra các lớp luôn các anh chị ha. Rồi học cho nó nhanh, trên YouTube có hết, học cho nhanh các anh chị. Rồi thứ hai đó là các anh chị học chuyên sâu về sản phẩm, cái kia là học về lý thuyết chuyên môn, còn cái này là học lý thuyết chuyên sâu về sản phẩm các anh chị, nó khác. Tức là ví dụ như cùng một cái lĩnh vực mỹ phẩm, các anh chị có nhiều phân khúc khách hàng, phân khúc sản phẩm, ví dụ như những cái sản phẩm mỹ phẩm là cái giá của nó khoảng tầm độ là dưới 1 triệu dành cho những khách hàng bình dân, thì mình sẽ có những cái dòng nào, trung cấp là từ 1 triệu đến 3 triệu chúng ta sẽ có mỹ phẩm dòng nào, và trên 5-10 triệu thì chúng ta có những cái sản phẩm nào, thì chúng ta phải nắm được hết tất cả những cái nhãn hiệu, những cái thương hiệu và những cái phân khúc khách hàng để chúng ta có thể bán với mọi khách hàng mà bình dân chúng ta bán tư vấn sản phẩm bình dân, đúng không? Thì chúng ta sẽ học chuyên sâu về các phân khúc sản phẩm dành cho các khách hàng, về khách hàng khác nhau, và gì các anh chị học ở từng nhãn hàng, thì chúng ta sẽ chọn ra một vài cái nhãn hàng để chúng ta học tập thôi, chúng ta không học hết tất cả. Hằng nhắc lại một lần nữa, trên kệ Robby có rất nhiều sản phẩm và chúng ta sẽ không học gì ạ, không học chuyên sâu vào tất cả các sản phẩm đó, mà chúng ta chỉ học một vài sản phẩm thôi, được chưa? Rồi tí xíu này Hằng sẽ nói các anh chị sẽ chọn sản phẩm như thế nào để mình học luôn. Thứ ba đó, chúng ta sẽ học nghiên cứu kênh quảng bá phù hợp. Kênh quảng bá phù hợp là ví dụ như chúng ta sẽ bán qua kênh TikTok, hiện tại là Robby đang phối hợp với TikTok Shop rồi đúng không ạ? Một là TikTok, hai là Shopee, hai là Lazada, Tiki gì đó, hoặc là các anh chị có thể bán trên Facebook, Zalo cá nhân, hoặc là có những anh chị mà trong đại lý trong trong nhóm của Hằng thì chị bán sản phẩm qua người quen, mối quan hệ với các anh chị, tại vì anh chị không có rành công nghệ, cho nên là cứ ai mỗi người sẽ có một cái phân khúc và cái kênh bán hàng khác nhau, được chưa? Rồi thứ tư là chúng ta sẽ học về kỹ thuật bán hàng và chăm sóc khách hàng. Chúng ta sẽ có bốn cái nội dung mà chúng ta cần phải học: nền tảng về lĩnh vực chuyên môn, thứ hai là sản phẩm chuyên sâu, thứ ba là kênh bán hàng và kênh content đăng phù hợp, thứ tư là học về kỹ thuật bán và chăm sóc khách hàng. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tìm, bây giờ có rất là nhiều anh chị nói là Hằng ơi, bây giờ trong Shopee á thì có, nó có quá nhiều cái sản phẩm, nó có quá nhiều cái sản phẩm, bây giờ mình không biết chọn cái sản phẩm nào để mình kinh doanh, đúng không ạ? Rất nhiều sản phẩm thì bây giờ mình kinh doanh sản phẩm nào là phù hợp với mình, bây giờ cái chọn sản phẩm nó cũng khó nữa, bởi vì bây giờ mình muốn loạn lên rồi đúng không ạ? Có nhiều anh chị sẽ cũng loạn lên và cảm thấy là rất là khó để mình có thể chọn sản phẩm cho cái tệp khách hàng của mình. Thì đây là cái câu trả lời của Hằng dành cho các anh chị, được không ạ? Một doanh nghiệp chúng ta cần phải xây dựng được cái thang giá trị cho khách hàng của mình. Vậy thì thang giá trị này nó sẽ được là nó sẽ được là xây dựng như thế nào? Nó sẽ xây dựng dựa trên cái tệp khách hàng mà các anh chị đang có. Nên trước khi các anh chị xây dựng thang giá trị cho khách hàng thì các anh chị cần phải biết rất rõ tệp khách hàng của chúng ta hướng đến là ai. Ở đây có rất nhiều tệp khách hàng các anh chị, tại vì ở trên kệ Shopee nó có quá nhiều sản phẩm và các anh chị được kinh doanh hết. Nên đâm ra là các anh chị bị rối trong cái việc chọn sản phẩm và các anh chị không xác định được cái tệp khách hàng của các anh chị là ai. Nhưng mà các anh chị biết không, người trẻ, người trẻ em đúng không, rồi mẹ bỉm sữa, rồi người lớn tuổi, rồi trung niên, rồi nam, rồi nữ, tất cả mọi thứ đúng không các anh chị, tất cả mọi độ tuổi, tất cả mọi giới tính, rồi gọi là mọi tầng lớp, thì chúng ta đều có cái sản phẩm khác nhau và mỗi anh chị ở đây đều có một cái tệp khách hàng riêng, không ai giống ai hết các anh chị, được chưa? Nên là gì, mỗi ví dụ như Hằng khoảng dưới 30 tuổi thì Hằng sẽ chọn những cái dòng sản phẩm thiên về làm đẹp các anh chị, thiên về làm đẹp. Và bởi vì sao, cái tệp khách hàng Hằng đang nhắm đến và cái mà Hằng đang quan tâm, tức là cái sở thích của Hằng cộng với lại cái tệp khách hàng của Hằng nữa, thì đó là cái gì, cái niềm đam mê của mình với cái tệp khách hàng đó là khách hàng trẻ, thì họ đương nhiên là họ không thể nào quan tâm đến sức khỏe được, họ chắc chắn là họ sẽ chỉ quan tâm đến làm đẹp thôi. Những các bạn trẻ bây giờ chỉ thích làm đẹp thôi các anh chị, đúng không? Đâu có ai quan tâm sức khỏe, tại vì tuổi trẻ là có khỏe mà.
Nhưng mà độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi trở lên thì đến bây giờ là hàng trên 30 rồi, thì hàng bắt đầu là gì? Hàng bắt đầu dịch chuyển sang những dòng sản phẩm dành cho mẹ bỉm sữa các anh chị. Bởi vì độ tuổi này là bắt đầu là mẹ bỉm sữa là xung quanh hàng rất nhiều luôn. Và bản thân hàng cũng cần tìm hiểu, cho nên là hàng sẽ bắt đầu hàng dịch chuyển qua cái lĩnh vực này. Và độ tuổi từ 40 đến 50 trở lên là bắt đầu là độ tuổi trung niên, và sẽ quan tâm một chút xíu về những cái sản phẩm gọi là có tiền rồi, thì lúc này mình sẽ tư vấn cho họ những cái dòng sản phẩm về gì ạ? Là gia dụng và những cái giá trị nó cao hơn, ví dụ như có nhà cửa rồi có xe có này có kia đúng không, thì có điều kiện tài chính tốt hơn, thì bắt đầu mình sẽ tư vấn cho họ những cái dòng sản phẩm giá trị cao hơn. Và nếu như những ở độ tuổi là gì 60 70 tuổi thì tất nhiên chỉ có một thứ duy nhất thôi, đó chính là sức khỏe các chị, đúng không ạ? Cho nên mình phải, trước khi mình chọn sản phẩm, không phải là mình chọn cho vui, không phải là mình chọn cho có, cũng không phải là mình chọn để mà mình theo trend, tức là thấy các chị hay thấy người ta bán sản phẩm gì thì mình cứ đi theo sản phẩm đó, rồi cứ thấy là anh em là đua nhau mở cà phê thì mình cũng mở bán cà phê, rồi anh em đua nhau mở trà sữa cái mình cũng bon chen mình mở trà sữa, rồi sau là anh em mà đua nhau mở thời trang cái mình cũng đua nhau mình nhập hàng thời trang mình bán, chứ mình không biết tệp khách hàng mà mình sẽ đánh là ai. Nên là ở đây các anh chị, trước khi mà mình bắt đầu á các anh chị, mình chọn sản phẩm thì mình phải xác định được tệp khách hàng của mình là ai, được chưa các anh chị? Chúng ta ghi xuống sổ giúp cho Hằng là gì? Xác định tệp khách hàng của mình là ai. À, chưa biết bán gì luôn đúng không? Đấy, đó các anh chị, có chị Diễm Trúc share lên YouTube luôn rồi. Các anh chị ha, mình chưa biết khách hàng, tệp khách hàng của mình là ai, và mình sẽ không chọn được sản phẩm, hình dung ạ? Nên là bước đầu tiên các anh chị ghi xuống là xác định chân dung tệp khách hàng của mình, được chưa? Các anh chị ghi xuống giúp cho sổ cho Hằng là gì? Xác định chân dung tệp khách hàng của mình, cái đó rất quan trọng. Các anh chị ghi in hoa lên cho Hằng và highlight nó lên, xác định tệp chân dung khách hàng của mình, được chưa? Xác định chân dung tệp khách hàng của mình. Các anh chị, chân dung khách hàng nghĩa là sao? Là mình sẽ bán cho độ tuổi nào, họ là giới tính nào, bán cho nam hay bán cho nữ đúng không, chứ không ai mà bán cho tất cả mọi người được hết các anh chị. Bán cho nam hay cho nữ nè, rồi độ tuổi nào nè, giới tính nào nè đúng không đó, rồi là trẻ em, người già, lớn tuổi gì đó thì mình phải rất rõ ràng đó. Và cái nỗi đau của thị trường đó là gì, các anh chị ghi tiếp theo cái dòng thứ hai là gì? Nỗi đau và vấn đề mà khách hàng, tệp khách hàng đó họ đang gặp phải là gì. Các anh chị gạch đầu dòng thứ hai ha, gạch đầu dòng thứ nhất, cái này hàng không có ghi trong đây đâu, hàng đọc để cho các anh chị ghi. Gạch đầu dòng thứ nhất đó là xác định chân dung tệp khách hàng của mình. Thứ hai là gì các anh chị? Gạch đầu dòng thứ hai là gì ạ? À, là chúng ta sẽ xác định cái nỗi đau và vấn đề của tệp khách hàng mà chúng ta đang nhắm tới là gì, được chưa? Đầu tiên là xác định chân dung này, họ là ai. Thứ hai, họ có nỗi đau là gì, được chưa? Họ có nỗi đau là gì và họ gặp vấn đề gì, được chưa? Thứ ba là gọi là cái nhu cầu của khách hàng đó là gì, tức là họ muốn điều gì các anh chị. Cái kia là nỗi đau là nó khác nha, nỗi đau là khác. Nỗi đau tức là tôi bị nám nè, hoặc là tôi bị béo phì nè. Còn nhu cầu là gì? Muốn giảm cân, được chưa? Nỗi đau là bị béo phì và đã sử dụng rất nhiều sản phẩm giảm cân nhưng không hiệu quả, làm đủ mọi cách luôn nhưng mà không giảm được ký thì bị béo phì. Thì đó là cái nỗi đau của họ các anh chị. À, và cái nhu cầu của họ là họ muốn giảm được cân nặng, họ siết cơ và họ muốn giảm mỡ, đúng không ạ? Thì đó chính là cái nhu cầu của khách hàng. Và cái tài chính của họ nữa các anh chị, các anh chị ghi xuống nhà hàng là tài chính của khách hàng, được chưa? Ví dụ như tệp khách hàng của các anh chị là ở dưới quê, ở trên miền núi này kia, đúng không? Mà các anh chị bây giờ các anh chị muốn là các anh chị sẽ bán những cái sản phẩm mà lên tới mấy chục triệu thì ai mà mua? Ai mà mua các anh chị? Các anh chị phải biết khách hàng của mình là ai chứ, đúng không? Còn ví dụ như các anh chị á, là có một cái tệp khách hàng nhà rất là đại gia, các anh chị có mối quan hệ với những cái gia đình rất là giàu có luôn, thượng lưu luôn các anh chị, thì mình phải đi bán những cái sản phẩm gì? Sản phẩm cực kỳ giá trị, cực kỳ cao, lên tới vài chục triệu, cả trăm triệu chứ, đúng không? Đúng không các anh chị? Ngày xưa Hằng kể các anh chị một cái câu chuyện là ngày xưa khi mà Hằng bắt đầu là Hằng kinh doanh á, thôi tí nữa đi,
À, tí nữa đi Hằng kể câu chuyện này nó phù hợp hơn. Bây giờ chưa chưa đến cái đoạn đó. Được chưa? Tí nữa xíu nữa đi. Nhớ tới đâu kể tới đó các anh chị. Rồi, thì ở đây sau khi mà các anh chị đã xong gạch đầu dòng chưa ạ? Các anh chị xong những cái gạch đầu dòng chưa ạ? Hằng nhắc lại nè, gạch đầu dòng đầu tiên đó liền là gì ạ? Xác định chân dung tệp khách hàng của mình, chính xác. Gạch đầu dòng thứ hai là gì các anh chị? Gạch đầu dòng thứ hai là gì ạ? Gạch đầu dòng thứ hai là gì ạ? Gạch đầu dòng thứ hai là gì ạ? Là nỗi đau của tệp khách hàng của mình, được chưa? Nỗi đau và vấn đề của tệp khách hàng, đúng rồi. Thứ ba là gì các anh chị? Là nhu cầu mà khách hàng mong muốn là gì? Và cuối cùng đó là khả năng chi trả của họ, được chưa? Khả năng chi trả của họ, mức cuối cùng là khả năng chi trả và cái mức tài chính của họ. Thì chúng ta phải nắm được hết những cái này thì bắt đầu chúng ta mới lựa chọn sản phẩm này, chứ không phải là thích lựa cái gì là lựa đâu các anh chị, không phải như vậy, được chưa? Rồi rồi các anh chị, những bốn cái gạch đầu dòng ha, chúng ta nắm được bốn cái đó là chúng ta có tất cả luôn mọi người ha. Rồi, và thì lúc đó chúng ta sẽ xây dựng thang giá trị, bắt đầu chúng ta sẽ lên một cái kế hoạch này, xây dựng thang giá trị cho khách hàng. Đâu phải là các anh chị thích là các anh chị bay vào, các anh chị bán cái gì là, bởi nhiều anh chị cứ thích đăng cái gì là cứ nghĩ là người ta cũng mua, không có đâu các anh chị. Mình phải ngồi mình hoạch định cái chiến lược của mình. Đi kinh doanh là người ta nói là đi kinh doanh là phải tính toán các anh chị, kinh tế là kê và tính, đúng không? Phải tính toán kế hoạch đàng hoàng. Thang giá trị là gì các anh chị? Ở đây có một cái khái niệm các anh chị cần phải nắm trong kinh doanh, đó là thang giá trị, nghĩa là các anh chị đáp ứng được nhu cầu tăng dần của khách hàng thông qua kênh bán hàng, đáp ứng được nhu cầu tăng dần của khách hàng thông qua kênh bán hàng và cung cấp những cái giá trị đồng thời, trích xuất doanh thu tối đa từ khách hàng. Có nghĩa là sao ạ? Thì các anh chị nhìn trong cái hình ha, là cái thang giá trị nó sẽ tăng dần, nó tăng dần theo cái mức giá nó cũng tăng dần các anh chị. Hình dung mà cái giá nó tăng dần và cái giá trị nó cũng tăng dần. Có nghĩa là các anh chị chọn ra cho hàng ban đầu á, bước 1 các anh chị chọn ra cho hàng sản phẩm đầu phễu. Các anh chị ghi xuống ha. Thứ nhất là sản phẩm đầu phễu. Thứ hai các anh chị chọn cho hàng sản phẩm chủ lực. Và thứ ba là chọn sản phẩm cuối phễu. À, được chưa? Và sản phẩm trả tiền định kỳ. Thì chúng ta cần phải xác định được ba cái dòng sản phẩm này là sản phẩm gì. Vậy thì thứ nhất các anh chị, mình sẽ chọn sản phẩm đầu phễu là sản phẩm như thế nào? À, các anh chị thấy những sản phẩm đầu phễu này. Sau đó là gì? Up lên những sản phẩm chủ lực và tiếp tục bước lên một cái sản phẩm cuối phễu. Và thường sản phẩm cuối phễu là sản phẩm có giá tiền nhiều nhất cũng như là giá trị cao nhất. Và chúng ta sẽ tăng cái giá trị phục vụ cho khách hàng. Càng về sau chúng ta sẽ càng tăng giá trị và giá của sản phẩm. Được chưa? Không phải là một sản phẩm mà tăng giá các anh chị ha, mà chúng ta sẽ cung cấp những cái sản phẩm có giá trị và chất lượng nó cao hơn, phục vụ cho khách hàng của mình. Càng ngày là càng gia tăng, không ai càng ngày càng đi xuống hết các anh chị, luôn luôn là càng ngày mình càng phải đi lên, đúng không ạ? Rồi, vậy chúng ta sẽ xác định ba cái tệp khách hàng, tệp khách hàng của chúng ta và ba cái sản phẩm mà chúng ta sẽ lựa chọn, đúng không? Thì từ ba cái sản phẩm đó chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn những nhà cung cấp nào phù hợp để mà chúng ta đưa vào cái phễu chủ lực và cuối phễu của mình, được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn những BDB phù hợp. À, dễ hiểu không ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị. À, được anh chị khen, mừng quá. Hằng sợ là hằng giảng dở quá, giảng không hiểu rồi các anh chị nói lại với công ty, thế là công ty đuổi việc hằng luôn. Bữa sau hằng không còn gặp các anh chị nữa. Đúng không ạ? À, tí xíu nữa hằng các anh chị đánh giá giúp hằng nha. Rồi, lựa chọn BDB phù hợp các anh chị. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn những cái nhà cung cấp phù hợp. BDP có nghĩa là gì? Product Development Partner các anh chị, có nghĩa là gì? Là nhà phát triển sản phẩm. Tại sao mà hàng không gọi là nhà cung cấp? Bởi vì những đơn vị nhà cung cấp ở đây các anh chị, đơn vị nhà cung cấp ở tại Robby á, là đều là những nhà cung cấp họ mong muốn mang lại những cái giá trị tăng dần và nâng cấp chất lượng sản phẩm qua thời gian cho khách hàng của các anh chị. Chứ không phải là từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm nọ là mãi mãi vĩnh viễn muôn đời một sản phẩm và một cái mẫu mã và một cái chất lượng, các chị. Không phải, mình luôn phải tăng dần chất lượng và dịch vụ mang đến cho khách hàng, luôn làm khách hàng hài lòng. Tại vì cái nhu cầu của khách hàng, con người mình ngày xưa là gì? Ăn no mặc ấm là đã mừng lắm rồi, được ăn được ngủ được là tiên rồi, đúng không các anh chị?
ăn no mặc ấm, có đủ thứ, có đủ quần áo để mặc, có đủ đồ ăn để ăn thôi là mừng lắm rồi. Nhưng bây giờ nhu cầu của con người ta là gì các anh chị? Ăn ngon mặc đẹp, đúng không các anh chị? Rồi sau này là gì? Ăn sang mặc chảnh nữa các anh chị. Đúng không? Xài cái gì mà nó bật lên cái thương hiệu của mình nữa, trời, nó rất là nhiều thứ các anh chị. Nên là cái tầng nào mình cũng có thể bán được hàng hết, chỉ cần mình hiểu họ thôi các anh chị. Nên là gì? Nhà phát triển sản phẩm thì luôn luôn là những cái người mà nhà cung cấp họ luôn luôn nâng cấp chất lượng sản phẩm của mình. Vậy thì chúng ta sẽ chọn nhà cung cấp nào đạt chuẩn 5 sao như thế này thì các anh chị sẽ lựa chọn cho hàng. Còn những ông nhà cung cấp nào mà không đạt chuẩn thì chúng ta sẽ không kinh doanh. Được chưa các anh chị? Được chưa? Chúng ta cũng phải lựa chọn nữa chứ không phải là chúng ta vào chúng ta cứ cứ bạn thấy người ta kinh doanh cái gì là mình cũng lao lao đi mình kinh doanh, không có. Mình phải có cái đánh giá riêng của mình các anh chị. Trong hàng trăm hàng nghìn sản phẩm mặt hàng thì chúng ta cần phải lựa chọn những cái BDB nào chuẩn để mình phát triển đồng hành lâu dài. Được chưa? Shopee thì chắc chắn là đưa lên là chắc chắn là chất lượng là không bàn cãi rồi. Nhưng mà chuẩn ở đây nó có nhiều cái chuẩn các anh chị. Nó có rất là nhiều cái chuẩn. Được chưa? Thứ nhất, chuẩn về tài liệu. Có nghĩa là các anh chị cần có một cái BDB mà họ có đầy đủ những cái tài liệu. Các anh chị vào, các anh chị thấy a à, có feedback khách hàng. A à, có tài liệu sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, video sản phẩm. Rồi chúng ta có những cái gọi là phản hồi của những khách hàng người ta đã từng sử dụng. Rồi có những cái review, rồi có rất là nhiều thứ, những cái giấy chứng nhận này kia, đúng không? Thì chúng ta sẽ có đầy đủ những cái tài liệu để chúng ta có thể tư vấn, thậm chí là như nhà Si Choi ấy các anh chị, Si Choi ấy, còn có sẵn cái content nha các anh chị luôn. Tức là các anh chị chỉ cần là vào đó các anh chị lấy kho dữ liệu, các anh chị lấy content. À, bên nhà cung cấp họ viết sẵn nha các anh chị, content đăng bài luôn. Các anh chị chỉ cần copy paste lên cái gì chỉnh chút xíu thôi là nó thành cái nội dung của các anh chị. Rất là hay đúng không ạ? Cho nên ở đây nhà cung cấp mà nào á mà cho các anh chị đầy đủ những cái thông tin, những cái tài liệu và hỗ trợ các anh chị thật sự tốt này. Đó. Rồi thứ hai là đầy đủ những cái chương trình đào tạo. Đầy đủ những chương trình đào tạo chuyên môn, có bác sĩ, có dược sĩ, có chuyên gia về làm da liễu đúng không? Rồi họ làm đầy đủ tất cả để cho đầy đủ các lớp học cho các anh chị đi học. Thì đó là một cái BDB chuẩn 5 sao. Ngoài ra thì gì? Khi mình cần thông tin, có cái sự hỗ trợ từ các group Zalo rồi các cộng đồng Facebook đúng không? À, cộng đồng thứ bảy này các anh chị sẽ được học nha. Ngày hôm nay thì Hằng không có thời gian, Hằng không có thể chỉ cho các anh chị là mình sẽ vào đâu để mình lấy cái link học tập và mình vào đâu mình lấy cái group tham gia vào cái group của nhà cung cấp. Thì Hằng chỉ cho các anh chị biết được rằng là gì? Mỗi nhà cung cấp chuẩn họ đều có một cái group riêng. Nó bao gồm group Zalo để các anh chị giao lưu trả lời câu hỏi và nhận thông tin. Ngoài ra có một cái group cộng đồng trên Facebook riêng nữa. Thì các anh chị cứ search, ví dụ như các anh chị ngày hôm nay các anh chị kinh doanh là sản phẩm Thế Giới Lọc Nước đi. Các anh chị lên trên Facebook các anh chị đánh chữ là Thế Giới Lọc Nước, nó cũng sẽ ra được với cộng đồng. Hoặc là các anh chị vào trong cái trang web của robby.com á thì nó cũng có cái phần là gì? Là các tài liệu của các thông tin về BDB. Thì các anh chị có thể vào đó các anh chị nghiên cứu thêm ha. Hoặc là thứ bảy này thì mentor Quốc Vũ sẽ có một trainer là anh Quốc Vũ, anh sẽ chỉ cho các anh chị đầy đủ tất cả những cái bước các anh chị sẽ học ở đâu vào đâu để mà nhận thông tin. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có được cái sự hỗ trợ sát sườn đến từ nhà cung cấp và những cái nhân viên nhân sự của nhà cung cấp đó họ sẽ chăm sóc các anh chị. Được chưa? Và cuối cùng đó là gì? Tất nhiên chất lượng sản phẩm là tốt rồi, nhưng cái quan trọng đó là cái cảm nhận của các anh chị. Được chưa? Cái cảm nhận của các anh chị nó phải thực sự tốt. Chứ còn bây giờ mà giống như kiểu là gì? Chúng ta nhìn á thì thấy đẹp lắm. Đây hàng ví dụ các anh chị ra đường đúng không? Trời ơi, nhìn cô này xinh quá, cô này body dáng chuẩn các kiểu đúng không? Mà lại gần gì? Ăn nói vô duyên là thấy không có vô được mình rồi đúng không? Ví dụ hàng ví dụ thôi đúng không? Chứ còn hàng thì hàng cũng vô duyên lắm các anh chị, hàng cũng không có duyên lắm đâu. Nhưng mà nhiều khi các anh chị không ạ, ra đường á các anh nam có nhìn thấy một cô gái đẹp là các anh nam là ngay lập tức là bị xao xuyến liền. Nhưng mà cái quan trọng là khi mình tiếp xúc á là mình còn phải gì các anh chị, mình thấy cô này có duyên nữa, cô này ăn ở sạch sẽ rồi duyên dáng rồi đáng yêu đúng không? Tức là phải có cái gì đó nó thu hút nữa chứ không phải là chỉ cái ngoại hình thôi. Còn đẹp mà vô duyên nữa cũng vậy à các anh chị đúng không ạ? Cho nên là gì? Đôi khi á, là những cái mà tất cả những cái kiểm định chất lượng thì Shopee đã làm xong hết rồi. Nhưng mà cái quan trọng nó cần phải có sự phù hợp nữa các anh chị. Nó cần phải có sự phù hợp nữa. Cho nên ở đây á, nó mỗi cái nhà BDB, mỗi cái nhà cung cấp á,
họ sẽ cần cái sự gọi là họ sẽ có một cái phù hợp với một cái nhóm đại lý khác nhau. Cho nên ví dụ như là nhóm của anh chị này thì sẽ phù hợp với cái nhãn hàng này, nhưng mà nhóm anh chị khác lại thích cái nhãn hàng này các anh chị, đôi khi nó chỉ là một cái sự phù hợp vào nhau thôi, đúng không ạ? Hằng nói thật là bản thân Hằng rất là nhạt nhẽo các anh chị, nhưng mà đương nhiên là cái người bạn của mình, người yêu của mình nó cũng nhạt luôn các anh chị chứ không thể nào mà một cái người nhạt mà đến một cái người mặn được các anh chị. Đây là thành ra là gì, phải một cái người nhạt thì phải có một cái người nhạt đi cùng các anh chị nó mới hợp vô được, chứ bây giờ một người nhạt mà với một người mặn thì nó vô trong cái người kia họ không thấy thu hút các anh chị đôi khi các anh chị nghĩ là trái dấu hoặc là cái gì nó khác nhau thu hút, không có đâu các anh chị, thường giống giống nhau mới hút nhau khác nhau có thể là hút nhau về thời gian đầu thôi, nhưng mà về lâu về dài ấy, là phải giống giống nhau nhiều điểm thì mới đến được với nhau các anh chị. Cuộc đời nó ngộ vậy đó, nên thành ra nhìn mấy anh to cha đẹp trai sáu múi to cao đó, nhưng mà không 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 có vô với mình các anh chị, nhiều khi nó là vậy đúng không các chị nữ. Còn các anh nam nhiều khi thấy mấy cô gái xinh tươi đẹp lắm, body chuẩn các kiểu, nhưng mà nó lại không thuộc về mình. Nó lại là gì, không phải của mình các anh chị. Người ta nói là trai đẹp là trai người ta đúng không các anh chị, chồng đẹp là chồng người ta, vợ đẹp vợ người ta các anh chị nói vui vậy thôi các anh chị, vợ mình là đẹp nhất, chồng mình là đẹp nhất đúng không các anh chị. Tức là đôi khi nó chỉ là một cái sự phù hợp thôi, chứ nó không không phải là chuẩn, không 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 có cái sản phẩm nào là tốt nhất cả, chỉ đơn giản là nó phù hợp thôi các anh chị. Nên ở đây là nó cả là sự phù hợp, nhắc lại ha, nó sự phù hợp. Nên các anh chị chọn nhà BDV nào mà các anh chị cảm thấy là ưng cái bụng của các anh chị, các anh chị cảm thấy là họ đáp ứng được những cái nhu cầu của các anh chị và cả khách hàng của các anh chị, thì nó sẽ là gì các anh chị, là phù hợp với các anh chị, đơn giản vậy thôi, được không ạ? Đồng ý không ạ? Ok rồi, tiếp tục các anh chị, tiếp tục nha. Rồi không biết các anh chị có còn nghe không, ok không ạ? Rồi tiếp tục các anh chị nha. Hôm nay chị Quyên vào còn còn học nữa. Trời ơi, chị Quyên bây giờ còn học em nữa. Học bao nhiêu lâu rồi? Cảm ơn chị hôm nay làm hot giúp cho em nha. Rồi, tiếp tục các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ chọn những nhà cung cấp như thế nào? Và chúng ta sẽ chọn những cái dòng sản phẩm như thế nào các anh chị? Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ chọn dòng sản phẩm phễu. Lúc nãy Hằng có nói với các anh chị ha, là đầu phễu, chủ lực và cuối phễu các anh chị. Thì đầu đầu phễu thì các anh chị ha, đầu phễu đó là gì, là những cái sản phẩm mà cái giá của nó là khoảng tầm là nó rẻ rẻ thôi, nó dưới khoảng 500.000 các anh chị, nó dưới khoảng 500.000, và những cái sản phẩm này là ai cũng cần xài, ai cũng cần xài, dễ xài, dễ tiếp cận, và mọi người đều có thể là ra quyết định mua hàng ngay mà không cần phải đắn đo suy nghĩ các anh chị, thì nó được gọi là sản phẩm phễu. Và các anh chị có thể chọn sản phẩm này để làm gì ạ? Bước đầu tiên các anh chị cần phải khai trương. Bước 1 các anh chị cần phải khai trương. Được chưa? Đây là một cái bước cực kỳ quan trọng luôn. Các anh chị ngay lập tức sau cái buổi ngày hôm nay về, các anh chị nên nhắn với cái người hỗ trợ của mình rằng là gì? Tôi muốn khai trương livestream, khai trương hoặc là khai trương tại nhà gì đó, tùy các anh chị thôi. Nhưng mà các anh chị phải có cái thao tác là gì? Là phải thông báo cho bà con họ hàng, dòng họ, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu cũ, người yêu mới, người đang yêu, đã yêu và sẽ yêu, đúng không? Tất cả những cái người xung quanh mình họ phải biết rằng là mình đang kinh doanh sản phẩm gì, mình đang có hợp tác với một cái trang thương mại điện tử có rất nhiều sản phẩm. Anh muốn mua sữa cho con thì anh lên mua của tôi, đúng không? Thay vì anh mua bên ngoài thì bây giờ anh mua của tôi. Rồi anh muốn là gì ạ? Là mua dầu gội sữa tắm tôi cũng bán cho anh luôn. Rồi anh muốn mua nồi chiên không dầu tôi cũng có. Anh muốn mua máy lọc nước tôi cũng có luôn. Rồi anh muốn mua gì ạ? Quần áo anh muốn mua là gì ạ? Mỹ phẩm tôi cũng cung cấp cho anh. Nói chung là cái gì tôi cũng có. Nên là bây giờ là thay vì anh ra ngoài anh mua thì anh hãy mua của tôi, vì hàng của tôi là hàng chất lượng cao. Được chưa các anh chị? Thì các anh chị phải có một cái hoạt động. Là nhiều anh chị đi kinh doanh online mà nhiều anh chị cứ giấu giấu giếm giếm mình cũng không hiểu luôn các anh chị ha. Đi kinh doanh là các anh chị phải mở mở cửa hàng, các anh chị phải khai trương ra chứ, đúng không? Phải, ví dụ như bình thường bây giờ Hằng nói các anh chị đi, các anh chị bắt đầu các anh chị mở một cái tiệm cà phê, hoặc là mở đơn giản là một cái quán ăn thôi, một cái quán bán bún bò hoặc là quán bán phở gì đó, đúng không? Ở khu vực của nhà các anh chị. Bây giờ các anh chị mở một cái tiệm ra mà các anh chị không có khai trương, các anh chị không có băng rôn này, xong rồi các anh chị không có mời người này người kia đến rồi để dự khai trương, để ăn cái tô phở đầu tiên mà các anh chị đang bán trong cái ngày đầu tiên. Rồi các anh chị cũng không có gì ạ, làm không có khuyến mãi, không có
không có khuyến mãi, không có làm gì hết các anh chị, không có làm rùm beng lên, không có. Có nhiều nơi người ta khai trương người ta còn múa lân, rồi người ta còn đủ thứ các kiểu đúng không, rồi phát tờ rơi nè, xong rồi mời bà con đến, xong được tặng hoa tặng, rồi làm hoành tráng lắm các anh chị. Không biết bán được không nhưng mà cứ làm hoành tráng thôi đã. Bởi vì sao? Bởi vì cái buổi đó là cái buổi là gì, là cái buổi khai trương, và tất cả những người quen của mình họ phải ủng hộ cho mình các anh chị, họ phải ủng hộ. Hằng nói thật, Hằng là một cái người mà là chuyên ủng hộ những cái người bạn bè của Hằng. Chỉ cần mà bạn của Hằng á, nó không biết ban khai trương không biết bao nhiêu lần rồi các anh chị, khi thì nó mở cà phê thì Hằng cũng tới đó Hằng uống cà phê, và khi nó mở quán uống thịt nướng Hằng cũng phải qua ủng hộ, bây giờ nó mở tới quán ốc rồi Hằng cũng phải qua ủng hộ, rồi nó mở cái tiệm gội đầu Hằng cũng phải ủng hộ các anh chị. Đơn giản thôi, bởi vì nó là bạn của mình các anh chị, nên là Hằng luôn có một cái tâm thái là gì, thay vì mình đi ở của người lạ thì bây giờ mình ủng hộ người nhà mình. Các anh chị thấy cái chuyện đó nó đúng không ạ? À? Đúng thì comment cho Hằng là đúng các anh chị, đúng không? Có đúng không các anh chị? À, vậy thì ở đây nè, là khi mà mình đi kinh doanh, mình ngay lập tức làm cho Hằng một cái buổi livestream khai trương liền. Bây giờ đi kinh doanh mà các anh chị giấu giấu giếm giếm không cho ai biết các anh chị kinh doanh cái gì thì làm sao mà các anh chị bán được hàng? Các anh chị phải show ra, phải băng rôn này, phải làm hoành tráng lên. Có nhiều anh chị livestream khai trương á, mà hoành tráng, càng hoành tráng bao nhiêu là các anh chị càng dễ chốt sale bấy nhiêu nha. Hằng nói trước các anh chị là các anh chị bán hàng mà các anh chị có khai trương á, là các anh chị rất dễ chốt sale luôn. Bởi vì trong ngày hôm đó người ta có tâm lý là bây giờ người ta không đi phong bì đúng không, người ta không tặng hoa các anh chị thì người ta phải ủng hộ cho các anh chị một cái gì đó đúng không. Thì bây giờ Hằng ví dụ cho các anh chị một vài sản phẩm này, ví dụ như là son, ví dụ như là những sản phẩm à, thôi để Hằng mở luôn cho các anh chị xem luôn cho để các anh chị ở à, đây này đây đó, các anh chị có thể vào cái app của mình ha, đây Hằng mở lại cho các anh chị xem để Hằng ví dụ cho các anh chị, để các anh chị thấy là mình có rất là nhiều sản phẩm để mình cần sẽ kinh doanh. Đây, thích kinh doanh cái nào thì các anh chị kinh doanh. Đây, chúng ta sẽ chọn giá. Các anh chị bấm cái nút là mũi tên đi lên ha. Tức có nghĩa là gì? Giá từ thấp lên cao. Được chưa? Thì ở đây nó sẽ có rất nhiều cái sản phẩm mà các anh chị có thể lựa chọn để làm sản phẩm trong những cái ngày livestream khai trương đầu tiên của mình. Như là tã, đúng không? Tã cho em bé này. Rồi gì các anh chị? Bánh cốm ngũ cốc nè, rồi gì vỏ bưởi nè, sinh tố nè, kem đánh răng nè, tắc chân đường phèn nè, những cái sản phẩm là bánh cốm gạo lứt nè đó, những cái sản phẩm mà ăn mà nó tốt cho sức khỏe đó, dành cho người tiểu đường này kia cũng ăn có thể được các anh chị, tinh dầu nè đấy, rồi vỏ chanh vỏ bưởi, những cái đồ mà nó chỉ có mấy chục nghìn thôi đúng không, tương ớt nè, rồi bột nghệ nè, rồi mận sấy dẻo nè, bột quế, rồi gia vị các kiểu, rất là nhiều sản phẩm trà này các anh chị, trà ha đấy, rất là nhiều sản phẩm các anh chị có thể sử dụng nó để các anh chị làm sản phẩm phễu và khai trương kinh doanh. Và trong cái ngày đầu tiên các anh chị khai trương kinh doanh, các anh chị chỉ cần là gì, bỏ một số cái hình ảnh này vào trong cái buổi khai trương của các anh chị, sau đó các anh chị đi là xin vía khai trương, có nghĩa là các anh chị sẽ gửi hết toàn bộ thư mời cho khách hàng của mình, và sau đó các anh chị sẽ gì là nói rằng là mình đang kinh doanh, mình soạn một cái bài mình đang kinh doanh đúng không, thì lúc này mình sẽ có được cái gì các anh chị, mình có được cái ủng hộ chắc chắn trong một cái ngày mà các anh chị khai trương đầu tiên đó, là các anh chị nên có giảm giá hoặc tặng quà, ví dụ như mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 1 gì đó ha, hoặc là giảm giá độc pass hàng phạm là giảm giá bao nhiêu đó đúng không, thì các anh chị nên có một cái chương trình khuyến mãi cho cái người quen của các anh chị trong cái ngày mà các anh chị khai trương và thông báo chính thức. Và tất cả những sản phẩm này các anh chị gửi hết toàn bộ một loạt tin nhắn spam cho những người thân người quen của mình, thì lúc này họ sẽ như ô wow, chúc mừng em khai trương, chị thấy chị có ủng hộ em cái gì không đúng không, thì người ta sẽ ngại và người ta sẽ gì à, thay vì bây giờ mình không có đi phong bì hoặc là mình không có tặng hoa cho họ rồi, cho mình rồi, họ không tặng hoa cho mình rồi, thì mình họ phải làm gì ạ, họ phải mua ủng hộ mình một thứ gì đó, ví dụ như là son, ví dụ như nhà chị có son chưa, hoặc là nhà chị có rau củ, ai cái có cái này ngon lắm các anh chị, mì rau củ á các anh chị, đây là cái món hàng cực kỳ thích luôn, mì rau củ đúng không, đấy các anh chị có thể xem những cái sản phẩm này đấy, rất nhiều sản phẩm mình có thể vào để mình xem, ok cho các anh chị hay không ạ? À? Làm cái lần đầu tiên là các anh chị sẽ thấy có rất nhiều anh chị đối tác của Hằng, nói thật với các anh chị nha, là trong những cái buổi livestream đầu tiên á, các anh chị mới khoe này bán được mấy chục triệu luôn các anh chị, mấy chục triệu doanh số trong cái những cái tuần khai trương đầu tiên luôn các anh chị.
Nên là Hằng nói với các anh chị là các anh chị đừng xem thường cái việc khai trương nha. Rồi, tiếp tục Hằng quay trở lại cái nội dung của mình. Rồi, đây các anh chị. À, thì các anh chị mình sẽ có những cái sản phẩm, hay là Hằng ví dụ, đây là công ty có đưa một số cái sản phẩm để các anh chị có thể xem qua. Ví dụ như nhóm sữa thì chúng ta có những cái dạng sữa này. Các anh chị có thể chụp màn hình để cho nó lẹ cũng được ha. À, đây là một số cái hình ảnh về nhóm sữa này. Cái thứ hai là gì? Về thực phẩm. Được chưa? Thực phẩm, các nhóm thực phẩm như là mì, ngũ cốc, gia vị rồi các kiểu ha. Đấy, rồi, không thiếu cái gì luôn. Granola các kiểu. Ủa sao cái này nó trống trơn vậy ta? Anh chị đợi xíu, chắc là do mạng á. Đây rồi. Thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu các anh chị. Hàng sẽ giới thiệu sơ qua các anh chị ha. Đây, hàng tiêu dùng thiết yếu, dầu gội, sữa tắm. Cái này có 100 mấy à các anh chị. Cái sữa tắm này có 100 mấy à. Rẻ lắm. Mà xài rất là êm đó anh chị. Xài rất là thích luôn. Đây. Ơ sao nó cứ bị tắt nhỉ? Chắc hình như cái mạng của Hằng hay gì nữa ta. À, nó hơi chậm một tí. Đây. Đó, hàng tiêu dùng như là kem đánh răng, dầu gội đầu, đầu xả. Rất là nhiều cái sản phẩm ha. Các anh chị có thể xem qua. Sao nó cứ bị hoài vậy ta? Đấy, chị Thắm Vi quá tuyệt vời luôn. Từ giờ khỏi mùa ân hoài. Đúng, chính xác. Chụp màn hình lại đi các anh chị. Chụp màn hình lại đi. Hoặc là các anh chị lên trên cái app hồi nãy Hằng chỉ các anh chị đó. Các anh chị tìm. Do tìm ha. Đấy, đây. Không phải trang của Hằng đâu các anh chị. Cái này là ấy, cái này là công ty làm. Công ty làm các anh chị, công ty làm cái slide cho Hằng. Xong rồi Hằng 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 share cho các anh chị xem đó, tức là những cái này là công ty list lại cho các anh chị danh sách đó. Đấy. Được chưa? App Shopee mình đó các anh chị. Nó có nhiều mà. Hoặc là các anh chị lên trang web shopee.vn nè. Shopee.vn nè các anh chị ha. Nhưng mà cái shopee.vn này hình như nó không có lọc được theo cái giá của sản phẩm, nên các anh chị mình đây nè, đây là cái app web mobi, các anh chị sẽ xài web mobi hoặc là các anh chị lên app của mình cũng được. Mà đây Hằng Hằng đưa cho các anh chị một số cái sản phẩm ha. Đây đấy, hàng tiêu dùng như là lăn khử mùi nè, đúng không? Đó, lăn nắp nè, đấy rồi đó, dung dịch vệ sinh đầy đủ. Đây có cái này cũng hay lắm này các anh chị sẽ thấy bán đầy ở điện máy chợ lớn luôn, là mấy cái gì các anh chị, Inochi, những cái đồ nhựa gia dụng ở những cái điện máy chợ lớn này kia ha. Rồi, đồ dụng cụ vệ sinh nhà bếp của Clean nè cũng hay đấy. Rồi, chắc là mình sẽ ngừng khoảng tầm 2 phút các anh chị ha, ngừng khoảng 2 phút để các anh chị có thể là uống một ngụm nước hoặc là đi vệ sinh một tí, được không ạ? Để mình có thể tiếp tục cái nội dung ngày hôm nay. Hằng cũng lấy miếng nước Hằng uống đã các anh chị, nãy giờ chưa có miếng nước vô 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 cái họng mình hơi khô. Rồi, các anh chị có thể chụp màn hình lại ha. Hằng có thể là Hằng sẽ quay lại một chút xíu, là trong vòng khoảng 1 phút 30 giây nữa thôi các anh chị. Rất nhanh. Để Hằng lấy ly nước Hằng uống. Rồi, ok các anh chị. Các anh chị tranh thủ chụp lại những cái sản phẩm này ha. Ở đây mình có nước ép nữa ạ. Ở đây mình sẽ có nước ép nữa các anh chị. Mình có nước ép nè. À, nước ép này cũng rất là ngon. Hàng đã uống rồi các anh chị. Uống một lần là thích luôn. À, uống một lần là thích luôn, là cứ mua về hoài luôn. Cà phê nấm linh chi. Cái cà phê này cũng hay nè. Cà phê này dành cho những người mà kiểu gọi là dễ bị say cà phê nè. Hoặc là cái mất ngủ á, dễ bị mất ngủ, thì uống cái cà phê này nó sẽ giảm được cái lượng caffeine trong cái sản phẩm, và cũng như là nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái nó có cái nấm linh chi á. Nấm linh chi nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Thì đây là một cái cà phê mà không những nó giảm được cái lượng caffeine này, không bị mệt tim, không bị say sẩm này, không bị thức khuya này, không bị không bị kiểu như mất ngủ á. Rồi sau đó là các anh chị còn tốt sức khỏe nữa. Thì đây là một cái cà phê mà cũng rất là ok. Đây là Trafaco Saba này các anh chị. Cái sản phẩm về đông trùng hạ thảo này.
hoặc là những cái khô bò, bánh cốm, nói chung là nhiều sản phẩm lắm, các anh chị có thể xem ha. Rồi tiếp theo các anh chị, tiếp theo ở đây là một cái hình, tấm hình về xong cái phần lựa chọn sản phẩm rồi, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ bước qua một cái bước nữa, đó là thiết lập mục tiêu, được chưa? Thiết lập mục tiêu thì trong cái quá trình mà các anh chị mình thiết lập mục tiêu ấy, thì mình sẽ cần có cái hiểu rất rõ về cái làm sao để mình có thể là tạo được cái mục tiêu cho chính bản thân của mình trong suốt cái quá trình mình đi kinh doanh. Một cái người best seller là một cái người có cái mục tiêu rất là rõ ràng, và họ phải có một cái đích đến để mà mình có thể phấn đấu, chứ không phải là mình làm chỉ vì là gì đơn giản là mình kiếm thêm thu nhập. Nếu mà các anh chị chỉ nghĩ đơn giản là như vậy á, thì chắc chắn là các anh chị mình sẽ không bao giờ có được cái kết quả tốt trong kinh doanh này, và thậm chí là tất cả những kinh doanh khác nữa. Nếu như mà mình làm việc bất kỳ một công việc gì, mình không có rõ ràng cái đích đến của mình không rõ ràng có mục tiêu á, thì chắc chắn là mình sẽ bị gọi là trong cái quá trình mình làm, khách hàng, ví dụ như mình ra ngoài, ngày hôm nay mình không có mục tiêu, mình đi ra ngoài các anh chị, mình sẽ không biết mình đi về đâu nè. Rồi mình sẽ ngày hôm đó mình, thế hôm nay mình làm cái gì nhỉ? Mình đôi khi mình cũng không biết là hôm nay ra đường mình sẽ làm cái gì, mình đi về đâu, và ngày hôm nay nó sẽ như thế nào. Thì các anh chị làm một hồi đó, là cái cảm giác của các anh chị khi mà một cái con người mà không có mục tiêu á các anh chị, thì là nó sẽ giống như kiểu là sống qua ngày chờ qua đời các anh chị. Tức là kiểu cái ngày của các anh chị nó rất là chán chường, và các anh chị sẽ không bao giờ mà có một cái cảm giác hưng phấn, hào hứng để các anh chị làm cái việc gì đó hết. Nên là một cái người mà bán hàng xuất sắc á, nhiều anh chị á, Hằng đảm bảo với các anh chị luôn, các anh chị không tin á, các anh chị cứ nhớ lại lời của Hằng nói ngày hôm nay đi ạ. Hằng đã làm trong lĩnh vực sale này rất là nhiều rồi. Hằng gặp rất là nhiều anh chị là trước đây là từng là nhân viên của Hằng này, sau có đừng là đại lý của Hằng các anh chị. Thì đa phần á, là mọi người đều có một cái vấn đề rất là lớn, đó là gì các anh chị? Là họ làm việc không có mục tiêu, cho nên là gì, tất cả những cái vấn đề mà họ gặp là phải, đó là gì, khách hàng từ chối. Chỉ cần một người từ chối thôi là ngay lập tức là họ sẽ bị nản, bị tụt cảm xúc ngay. Đến người thứ hai từ chối, tụt thêm một miếng cảm xúc nữa. Người thứ ba từ chối, tụt luôn một cảm xúc. Và cuối cùng đến người thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ 10, thứ 20 thôi. Chỉ cần 20 người từ chối các anh chị không mua hàng các anh chị thôi, là các anh chị ngay lập tức là bị gì các anh chị? Bị xìu liền. Và Hằng khẳng định luôn là các anh chị sẽ không còn đi làm bán hàng nữa, và các anh chị sẽ mất tích luôn trong cái lĩnh vực sale của các anh chị luôn. Đúng không ạ? Cho nên ở đây với các anh chị, cái quan trọng nhất là một người đi kinh doanh á, là hoặc là một người làm bất kỳ một cái việc gì, thì cần có một cái mục tiêu rất cụ thể. Mình phải có một cái mục tiêu nó không những là cụ thể mà nó còn phải lớn nữa các anh chị. Mục tiêu nó phải lớn, nếu mục tiêu nó quá nhỏ, các anh chị làm nó quá đơn giản, quá dễ dàng, nó không được gọi là mục tiêu. Hình dung không các anh chị? Nên là gì? 99,9% các anh chị từ bỏ trước khi các anh chị có sự thất bại. Tức là đa phần là con người ta, ở đây người ta nói là gì các anh chị, những cái người thành công không không có người không không có người nào không thể thành công, chỉ có điều là gì, là bạn bỏ cuộc trước khi bạn chạm đến thành công các anh chị. Cho nên ở đây á, khi mà các anh chị muốn có được cái kết quả tốt á, thì các anh chị thường thường á, là không có kiên nhẫn với cái mục tiêu mà mình đề ra, mà chỉ cần là các anh chị gì ạ, là làm cái thôi cái này bán được thì được, không được thì thôi. Có một cái rất là ưu điểm của Robby, nhưng đồng thời nó cũng là một cái nhược điểm của Robby luôn các anh chị, và Hằng nói thẳng với cái này luôn để cho các anh chị hiểu được là bản thân các anh chị cần phải làm gì với kinh doanh này. Hằng nói thẳng là ngày xưa khi mà Hằng làm ở những cái kinh doanh khác á, hoặc là Hằng làm những công ty khác, thì tất cả những người làm sale họ đều phải có chỉ tiêu các anh chị. Các anh chị đồng ý với Hằng không? Anh chị nào đây làm sale hoặc là các anh chị đi làm công việc bình thường thôi, các anh chị đều có chỉ tiêu và đều có KPI, đều có những cái target list công việc, và các anh chị bắt buộc phải hoàn thành trong ngày, trong tuần và trong tháng. Nếu như mà anh chị không hoàn thành cái chỉ tiêu mà sếp giao cho các anh chị ấy, thì các anh chị sẽ bị trừ lương, đúng không ạ? Không làm được báo cáo này, không hoàn thành chỉ tiêu, không hoàn thành trách nhiệm của các anh chị sẽ bị trừ lương, đúng không ạ? Có phải như thế không? Chắc chắn là các anh chị sẽ bị trừ lương. Vì sao ạ? Đơn giản thôi, từ bây giờ tôi trả lương cho ông để ông làm cái việc đấy, nhưng mà bây giờ ông không hoàn thành, đương nhiên ông sẽ bị trừ lương. Ông ấy các anh chị không ạ? Còn những người mà hoàn thành tốt công việc, lúc nào cũng được tăng lương, sếp thương, sếp thưởng,
và còn thưởng rất nhiều nữa các anh chị, đúng không ạ? Đương nhiên cái người nào người ta bỏ công bỏ sức bỏ trách nhiệm làm rất là nhiều thứ thì kiểu gì cũng sẽ được tăng lương các anh chị, kiểu gì cũng sẽ được thưởng thêm, chắc chắn là như vậy, trước sau cũng được thưởng thêm các anh chị. Nhưng mà những người mà làm không có trách nhiệm, không có tập trung, không có hoàn thành chỉ tiêu là kiểu gì cũng bị trừ lương, các anh chị Hằng đã từng bị rồi nên Hằng biết, đúng không? Chắc chắn các anh chị cũng vậy thôi. Thì trong công việc nào cũng vậy các anh chị. Nhưng mà riêng đối với cái kinh doanh này nó khác biệt một cái là gì? Ở đây không ai làm sếp ai hết, ở đây không ai làm chủ ai hết, và Shopee cũng không có ép các anh chị phải nhập hàng. Trong khi bình thường các anh chị đi kinh doanh ở bên ngoài ấy, lúc nào các anh chị cũng phải là gì? Trời ơi, mở mắt ra là nào chi phí mặt bằng, nào là chi phí nhập hàng. Trời ơi, hàng nhập một đống ra bây giờ không bán được phải làm sao đây? Rồi gì? Điện nước nè, rồi chi phí vận hành nè. Ôi, hôm nay không có khách hàng đến ăn, không có khách hàng đến uống cà phê, thì bây giờ mình vẫn phải trả lương nhân viên, vẫn trả tiền mặt bằng mỗi ngày, và mình vẫn phải trả tiền điện nước, đúng không các anh chị? Nếu các anh chị tự đi kinh doanh ở bên ngoài, một ngày không có doanh thu, các anh chị cảm thấy khó chịu không? Hằng hỏi các anh chị một câu, nếu các anh chị là chủ một cái tiệm phở hoặc là chủ một quán cà phê đi, và bây giờ các anh chị mở ra một ngày các anh chị thức dậy các anh chị không có một khách hàng nào hoặc là quá doanh thu quá thấp, các anh chị có buồn không ạ? Hằng hỏi các anh chị có buồn không? Buồn không các anh chị? Không những buồn mà còn còn đau lòng nữa. Bởi vì sao? Tiền các anh chị ơi, tiền mình đã bỏ ra rồi, đúng không? Xót ruột. Trời ơi, Hằng nói các anh chị ngày xưa là Hằng á, bản thân Hằng là lúc đó các anh chị biết là Hằng lead một cái văn phòng 200 nhân viên sale các anh chị. Nào là tiền mặt bằng, là lúc đó là thuê một cái văn phòng đó là khoảng tầm độ là 5 tầng, 5 sàn là 1.000 mét vuông, là tiền thuê là hơn 150 triệu một tháng các anh chị. Tiền thuê mặt bằng thôi nha, 150 triệu một tháng. Rồi chưa kể là gì? Điện, nước, bảo vệ, lao công, giữ xe. Rồi gì nữa các anh chị? Nhân viên, lúc đó là khoảng tầm hơn 150 nhân viên các anh chị. 150 nhân viên. Và Hằng phải trả lương cho các bạn lương cứng. Lương cứng cộng với lại hoa hồng. Mà bây giờ bán không được thì lấy đâu ra hoa hồng, lấy đâu ra lương mà trả, lấy đâu ra tiền mà trả các anh chị. Trời ơi, đau lòng lắm các anh chị. Chưa kể là gì, lúc đó em còn chạy quảng cáo nữa, chạy marketing rồi chạy quảng cáo các anh chị. Rồi chi phí quảng cáo một tháng từ mấy trăm triệu đến mấy tỷ mà đau đầu luôn. Các anh chị có biết là ăn không ngon ngủ không yên, sáng dậy là mỗi ngày thức dậy là giống như một cái gọi là sống trong địa ngục vậy đó các anh chị. Có bao nhiêu anh chị trong đây là đã từng đi kinh doanh và các anh chị đã từng trải qua những cái cảm giác như vậy rồi? Các anh chị không hiểu được cái cảm giác của những anh chị làm chủ doanh nghiệp đâu. Các anh chị á, bình thường á, các anh chị có thể là bị trừ một ít lương, các anh chị đau xót ruột lắm. Biết, Hằng biết cái điều đó, Hằng cũng đã từng đi làm công ăn lương mà. Là hồi đó là ghét ông chủ lắm các anh chị. Bởi vì sao? Suốt ngày cứ chỉ cần đi trễ một chút xíu thôi là trừ lương mình. Rồi không làm được cái này thôi, không hoàn thành là bắt đầu trừ lương. Cái gì cũng trừ lương hết đó các anh chị, đúng không? Nhưng mà các anh chị cũng biết ông chủ ông còn còn ông còn nặng nề hơn mình nữa. Tối ông đâu có ăn có ngon ngủ có yên đâu các anh chị. Bởi vì sao? Ngày đó không có doanh thu là mình phải chi bao nhiêu là thứ, mở mắt ra là mất mấy chục triệu rồi các anh chị. Hồi đó thời hàng một tháng các anh chị nghĩ đi, mở mắt ra là nào chi phí đủ thứ mất mấy chục triệu rồi. Mà bây giờ các anh chị, bây giờ nè các anh chị nghĩ đi, nếu như bây giờ một ngày các anh chị không có doanh thu, các anh chị có buồn không? Bây giờ các anh chị đi kinh doanh với Shopee nè, không áp doanh số, không phải nhập hàng, không phải ôm hàng, không tồn kho, rồi không phải thanh toán trước đơn hàng, cũng không có ai áp buộc các anh chị là à Hằng không có áp buộc là à hôm nay là tháng này là chị này phải bán, chị Nguyên phải bán được 20 triệu doanh số, hay là chị Diễm Thúy phải bán được 50 triệu doanh số. Hằng không có nói như vậy các anh chị. Ngày xưa Hằng list nhân viên là gì? Mỗi sáng bạn nào cũng phải lên mục tiêu là tối thiểu 5 triệu doanh số trong một ngày. Nếu như ngày hôm đó cuối ngày không hoàn thành 5 triệu là ở lại đó cho đến khi nào tìm ra được 5 triệu doanh số thì thôi. Thì Hằng mới cho bạn nó về các anh chị. Nhưng mà bây giờ Hằng có làm gì đó với các anh chị không? Không. Đây là kinh doanh tự do và tự các anh chị làm chủ. Cho nên là gì? Các anh chị tự kinh doanh, tự kiếm tiền. Đúng không? Tự kinh doanh, tự kiếm tiền. Và các anh chị sẽ là người tự quyết định cái nguồn thu nhập của các anh chị. Các anh chị hình dung mà. À, nên là gì? Đúng, làm Shopee. Shopee không có hề áp lực một chút xíu nào luôn các anh chị. Nên thành ra đôi khi chính cái điều đó nó đến cho với các anh chị rất là dễ dàng. Đúng không? À, ok, ở đây nó thoải mái quá đi. Mình mới đăng ký mình làm, mình rảnh mình làm, mình làm khi đó. Nhưng chính vì cái điều đó nó làm cho mình bị gì? Mình bị mất đi cái động lực và cái áp lực để làm việc các anh chị.
cái áp lực mình không có nhập hàng nè, mình không có thanh toán đơn hàng, không có ai áp số hết trơn. Nên là các anh chị thả, và khi mà các anh chị làm việc không có một cái áp lực, không có cái người thúc đích các anh chị phía sau, đúng không, thì lúc này các anh chị sẽ làm việc nó rất là chơi. Các anh chị đồng ý với điều này không ạ? À? Lúc này các anh chị sẽ rất là chơi, các anh chị rất là chơi chơi bời bời, và các anh chị sẽ không có được cái thu nhập tốt. Nên là gì, trong bất kỳ một cái lĩnh vực kinh doanh nào, và đặc biệt là riêng trong lĩnh vực kinh doanh Shopee, các anh chị không có ai áp các anh chị, không ai làm chủ, không ai làm sếp các anh chị hết. Nhưng mà bản thân các anh chị phải tự tạo áp lực cho mình, được chưa? Mình phải tự tạo áp lực cho mình để có anh Tống Đăng Linh xin tiền vợ để ra Shopee, nên giờ áp lực lắm. Trời ơi, ra Shopee có 1,5 triệu 2 triệu gì đó thôi mà áp lực gì anh, đúng không? À, cái đó mình vừa không kinh doanh nữa là lấy lại, thì mình chỉ có mất đúng 5-9 ngàn thôi. Các anh chị thấy không? Ha. Nên là gì? Đến vào đây nhiều anh chị nói với Hằng là gì? Ờ, vào đây không biết có lấy lại được 5-9 ngàn không? Các anh chị ngộ ghê á. Muốn mình một khi mình đã đi kinh doanh là mình kiếm thêm, mình muốn kiếm tiền, mình muốn có cơ hội kiếm thêm tiền, chứ không phải là mình muốn có một cái cơ hội để mất, không phải mất tiền. Các anh chị đồng ý với Hằng không? Nhưng nhiều anh chị cứ nghĩ là vào đây là làm sao để lấy lại được tiền. Ngộ lắm các anh chị. À, nên là gì? Phải tạo động lực cho mình, tạo động lực cho bản thân mình. Muốn mà làm được cái điều này á, Hằng chỉ cho một việc. Ngày xưa á, Hằng lì lắm các anh chị, Hằng lì lắm, Hằng tự Hằng nhập hàng mấy chục triệu luôn các anh chị, rồi sau đó là về bắt đầu là Hằng đi bán. À, nhưng mà cái này Hằng không khuyên các anh chị nha, là nhập hàng. Nhưng các anh chị làm cái động tác như thế này, đó là các anh chị, thứ nhất là các anh chị hãy gì ạ, về nhà nói với gia đình của các anh chị á, con của các anh chị á, là sẽ cuối tháng này ba mẹ sẽ có món quà cần tặng cho con đó, ví dụ như là mua cho nó một cái này, mua cho nó cái kia, hoặc là gì, vợ của mình, chồng của mình nói là em ơi, à, em ơi cuối tháng này anh sẽ mua tặng em một chiếc điện thoại, ví dụ như vậy, hàng ví dụ thôi, đúng không? Hoặc là một chiếc túi xách, hoặc là một đôi giày, đúng không? Em thích cái gì tháng này anh sẽ mua cho anh em cái đó, đúng không? Các anh chị muốn làm cho người bạn đời mình vui mà, đúng không? Thì để cho họ khỏi cằn nhằn mình khi đi kinh doanh, cái em ơi anh đang nỗ lực để cuối tháng này anh kiếm tiền, anh mua cho em cái túi xách. Các anh chị thấy không, nói như vậy thôi là vợ các anh chị, là vợ của các anh, là coi như là em ru ngay, đúng không? Có người vợ nào mà không thích chồng mình kiếm tiền để mua quà cho mình không? À, có ai, có cái, các chị có đồng ý với Hằng không ạ? À? Các chị có đồng ý không? À, hoặc là gì các anh chị, các chị nữ đúng không? Các chị nữ có anh chồng nào mà anh ơi em sẽ cố gắng để em kiếm tiền để phụ anh, à, gì mua sữa tã sữa cho con. Các anh chị nói câu đó xong là các anh chồng là yêu thương liền, các anh chị yêu thương liền, có một người vợ biết san sẻ, đúng không các anh chị? Đây là gì, mình sẽ có cái động lực, mình sẽ có một cái áp lực gì đó, à, mình sẽ nói với cái người thân, người người yêu của mình, người quen của mình, con cái của mình, rằng là gì, cuối tháng này mình sẽ có mục tiêu là mình sẽ mua cái gì đó cho con của mình, hoặc là chồng của mình, hoặc là vợ của mình, đúng không? Hay là kiểu như mình tặng cho họ các anh chị. Nhưng mà đó là cái áp lực của mình phải kiếm được tiền để mình mua cái gì đó, đúng không các anh chị? Thì đó là cái áp lực đầu tiên mà Hằng có thể là đơn giản nhất, và Hằng chỉ cho các anh chị để mà tạo cái áp lực cho bản thân để tháng này, ví dụ như cái túi xách đó nó có trị giá là 500 nghìn 1 triệu gì đó, thì bây giờ cuối tháng này các anh chị phải hoàn thành được cái mục tiêu là các anh chị bán được trên số 3 triệu đi, thì các anh chị mới có lợi nhuận khoảng 1 triệu để các anh chị mua quà, đúng không? À, còn nếu mà mục tiêu nó cao hơn nữa thì các anh chị cứ đặt mục tiêu, hình dung không? Nhưng mà phải làm được, và phải nói với cái người thân của mình là mình sẽ làm được cái điều này, được chưa các anh chị? Hay không ạ? À? Ok không các anh chị? Đấy, tặng tặng mẹ một chỉ vàng các anh chị. À, các anh chị có biết cái động lực lớn nhất của Hằng á, động lực lớn nhất của Hằng đó là ba mẹ của Hằng thôi. Hằng kiếm tiền á là mục đích là để Hằng có thể là báo hiếu ba mẹ của Hằng các anh chị. Hằng làm cái công việc này bởi vì Hằng Hằng muốn có một cái môi trường tốt, và Hằng có cái sản phẩm, ví dụ những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe này. À, lúc nào Hằng cũng kiếm tiền, một tháng Hằng mua về cho ba mẹ của Hằng dinh dưỡng rất rất là nhiều, và cho ông bà uống dinh dưỡng. Suốt mấy năm, 4 năm Hằng làm kinh doanh Shopee là Hằng đều mua dinh dưỡng và mua mỹ phẩm. Nói chung là bố mẹ của Hằng không cần phải chi tiền, là Hằng lo hết luôn, lo hết luôn các anh chị. Thì đó là cái động lực lớn nhất của Hằng để Hằng kiếm tiền. Nên là mỗi người sẽ có một cái động lực khác nhau các anh chị ha. Đồng ý không ạ? À? Đồng ý không các anh chị? Tự tạo động lực cho mình. Đúng rồi, đồng ý không các anh chị? Tự tạo động lực cho mình. Được chưa các anh chị? Tự tạo động lực và áp lực cho mình để mình có thể kinh doanh. Tại vì Shopee không có ép các anh chị nhập hàng, cho nên các anh chị phải làm sao đó mình có được cái động lực để mình kinh doanh nó hiệu quả hơn. Ok chưa các anh chị? Rồi, tiếp theo này các anh chị.
Tiếp theo là mình sẽ, các anh chị phải làm với một cái áp lực và một cái động lực, lực kéo và một cái lực đẩy nó mới đi nhanh. Còn mỗi cái động lực về phía trước thôi mà không có cái lực áp lực phía sau đẩy là thì nó sẽ đi rất là chậm. Nên là cố gắng làm sao đó có cả cái lực kéo và cái lực đẩy, tức là động lực về phía trước và áp lực ở phía sau. Được chưa? Rồi, đúng rồi các anh chị. Mình vào đây mình làm nó chơi bời không là nó không có được cái gì hết á. Hằng từng giống các anh chị rồi nên Hằng hiểu. Phải tự tạo động lực áp lực cho mình các anh chị, chứ không mà làm chơi một hồi. Bây giờ bao nhiêu anh chị đồng ý với Hằng là trong tháng này mục tiêu của các anh chị tối thiểu là các anh chị phải đạt được khoảng tầm độ là từ 7 đến 10 triệu doanh thu các anh chị. Cho Hằng hỏi là doanh thu các anh chị tháng này cam kết đạt bao nhiêu, các anh chị comment cho Hằng thể hiện cái sự cam kết được các anh chị được không ạ? Thể hiện sự cam kết đi các anh chị. Đã có vài chục anh chị rời dâm rồi. Các anh chị cam kết đi ạ. Mục tiêu tháng này các anh chị kiếm bao nhiêu tiền, các anh chị comment doanh thu bao nhiêu tiền các anh chị. Doanh thu bao nhiêu ạ? Doanh thu thì cái lợi nhuận các anh chị sẽ kiếm khoảng tầm 30%, trừ các chi phí giao hàng này kia nữa, thuế này nọ, thì nó khoảng là lợi nhuận là 30%. Ví dụ như 10 triệu thì lời khoảng 3 triệu. Đó, lợi nhuận 3 triệu. Đó, comment đi các anh chị. Best seller, một người bán hàng giỏi phải có mục tiêu bán hàng. Bây giờ tháng này, bây giờ đừng có học nhiều quá các anh chị. Nói thật, học vừa đủ thôi. Làm đi, làm mới có kết quả. Học nó không có ra tiền được, được chưa? Học rồi, học sơ sơ trong một tuần đầu, học nhanh trong một tuần đầu là xong. Qua tuần thứ hai là bán liền đi. Chọn sản phẩm kinh doanh, quốc liền, làm liền cho Hằng là tháng đầu tiên ra số liền chứ có gì đâu. Để mà mình kinh doanh mình, rồi ok, tuyệt vời các anh chị. Đấy, đây là những anh chị nhắn lên phần công chat, là những anh chị cam kết đúng không? Các anh chị sẽ có đặt mục tiêu 5-10 triệu gì đó một tháng, tệ nhất là các anh chị phải bán được chừng đó. Bán được 10 triệu để kiếm thu nhập 3 triệu đúng không? Mua đồ chơi cho con, rồi dẫn vợ, dẫn con, dẫn gia đình, chồng này nọ đi ăn rồi các kiểu ha. Bố mẹ mình nữa đúng không? Rồi ok các anh chị, tiếp tục cái gì ha. Sau khi mình có mục tiêu rồi, ok ha, sau khi mình có mục tiêu rồi được chưa? Đấy, Hiếu tháng này em khai trương 10 triệu doanh thu, tuyệt vời, xuất sắc Hiếu. Đấy, phải khai trương các anh chị, cố gắng bán 10 triệu. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều nha. Không biết bán trên kênh nào hả? Bán trên kênh nào cũng được các anh chị. Bán kênh nào cũng được hết đó. Tất cả kênh. Chỉ cần các anh chị chịu khó đi học. Giúp cho Hằng là học lớp 5 giờ sáng nha. 5 giờ sáng là lớp cực kỳ quan trọng. Và lớp quan trọng để các anh chị ra đơn là lớp 5 giờ sáng. Được chưa? 5 giờ sáng các anh chị nha. 5 giờ sáng là cái lớp mà các anh chị cần phải đi học. Nếu mà các anh chị không có đi học lớp 5 giờ sáng á, thì các anh chị sẽ không có được cái kết quả. Được chưa? 5 giờ sáng là cái lớp mà các anh chị phải có mặt. Bắt buộc phải có mặt. Hằng nói với các anh chị bây giờ, ngay lập tức bây giờ nè. Các anh chị nhắn tin cho người hướng dẫn của các anh chị đi. Là gì? Cho mình học Linh học 5 giờ sáng. 5 giờ sáng là cái lớp mà các anh chị sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến từ những người bán hàng xuất sắc luôn. Hằng đến nay thì là 5 giờ sáng học 5 giờ sáng thì sáng 5 giờ học đến khoảng tầm độ 6 giờ 30 là được rồi các anh chị. Các anh chị có thể rời Zoom sớm cũng được. 6 giờ các anh chị cần đi làm thì các anh chị có thể đeo tai nghe hoặc là các anh chị rời Zoom trước cũng được. Không bắt buộc ở đến mấy giờ, nhưng mà từ 5 giờ sẽ học đến 6 giờ 30. Được chưa? Mỗi ngày một chủ đề khác nhau. Các anh chị học 5 giờ sáng là các anh chị thấy hay vô cùng. Hằng nói thật. Học liên tục cho Hằng, học đến khi nào các anh chị bán được hàng thì thôi. Các anh chị đề ra một cái mục tiêu là các anh chị phải đi học 5 giờ sáng và các anh chị buổi tối các anh chị đi bán hàng. Sáng học 5 giờ, chiều tối thực hành. Học cho đến khi nào các anh chị bán được hàng thì thôi. Được chưa các anh chị? Ok ha. Rồi, 5 giờ sáng ngày nào cũng có lớp hết mà mỗi ngày là một chủ đề khác nhau, không có bao giờ lặp lại hết. Và rất là hay. Nên là anh chị nào muốn bán được hàng chỉ cần kiên trì đi học 5 giờ sáng cho Hằng thôi. Sản phẩm học trong khoảng tầm một tuần đầu thôi là các anh chị học xong rồi. Chọn sản phẩm xong học lẹ lẹ đi, các anh chị học nhanh lên. Rồi sau đó là gì? Lên 5 giờ sáng là thực chiến. Kiến thức thực chiến ở trên đó. Là best seller chia sẻ cho các anh chị. Được chưa? Lên 5 giờ sáng. Chịu khó học 5 giờ sáng. Nhắn tin cho người hướng dẫn là tôi muốn học 5 giờ sáng, cho tôi đường link 5 giờ sáng tôi đi học. Lớp 5 giờ sáng lấy đường link ở đâu? Nhắn link cho người hướng dẫn liền các anh chị. Muốn học 5 giờ sáng.
Tôi muốn học 5 giờ sáng. Nhắn cho người hướng dẫn của các anh chị liền luôn đi ạ. À. Muốn học 5 giờ sáng, sáng mai có một cái link Zoom 5 giờ sáng liền. Ngày nào cũng học. Học nội dung rất là hay. Ok cho các anh chị. Tất cả những câu hỏi các anh chị đều có trong lớp 5 giờ sáng. Tất cả những cái câu hỏi các anh chị như bán kênh nào nè, rồi đăng bán sao nè, đó, rồi chọn sản phẩm gì nè, đó, cách copy và đăng bài này, tất cả đều nằm trong lớp 5 giờ sáng. Nên đi học 5 giờ sáng cho Hằng. Ok nha. Dậy sớm mà các anh chị hình dung như thế này đi. Mỗi ngày các anh chị mục tiêu bán 500 nghìn. Một tháng các anh chị có doanh thu là 500 nhân 3 là khoảng tầm 15 triệu, đúng không? Mỗi ngày mục tiêu 500 nghìn. Bán một cái hộp sữa 500 nghìn thôi. Mỗi ngày mục tiêu bán một lon sữa 500 nghìn. 30 ngày các anh chị có 15 triệu doanh số. Vậy thì gì? Mỗi 5 giờ sáng, mỗi ngày tôi dậy sớm một chút, tôi kiếm được 500 nghìn. Được chưa? Mỗi ngày tôi dậy sớm một chút, tôi sẽ bán được 500 nghìn doanh số trong ngày hôm đó. Được chưa các anh chị? Bởi vì sáng dậy mình học để mình kiếm tiền, chứ không phải là mình dậy để mình lướt TikTok. Không phải là dậy mình lướt Facebook. Được chưa? Không phải dậy mình ngồi nói nhảm với nhau. Mà gì? 5 giờ sáng để chúng ta kiếm thêm thu nhập. 5 giờ sáng để một tháng chúng ta kiếm được doanh số 15 triệu, 20 triệu, 30 triệu. 5 giờ sáng. Ok các anh chị? Đúng rồi, dậy sớm để thành công. Chính xác các anh chị nhé. Rồi, tiếp tục lập kế hoạch với người hướng dẫn các anh chị. Thì mình sẽ có ba cái đề mục. Thứ nhất là lựa chọn sản phẩm. Các anh chị sau ngày hôm nay ha, sau cái hướng dẫn của Hằng ngày hôm nay, về nhà các anh chị nhắn tin với cái người hướng dẫn của các anh chị ngoài cái link 5 giờ sáng ra, thì nói với cái người hướng dẫn rằng là gì? Tôi muốn gặp cái người mentor. Ở đây thì mỗi nhóm, mỗi anh chị ở đây đều có một cái người mentor. Mentor có nghĩa là người cố vấn và người định hướng cho các anh chị. Nên là các anh chị hãy nhắn tin cho cái người hướng dẫn của các anh chị và sẽ hỏi xem các anh chị có biết mentor các anh chị là ai không ạ? Comment như Hằng đi ạ. Các anh chị có biết là mentor của các anh chị là ai không ạ? Cái người cố vấn, cái nhóm trưởng của các anh chị là ai không? Các anh chị nhắn lên cho Hằng phần công chat được không? Để cho Hằng xem nữa các anh chị có biết cái người hướng dẫn của các anh chị là ai. Người mentor là cái người mà có kết quả tốt nha, chứ không phải người trực tiếp, không phải người hướng dẫn trực tiếp các anh chị, mà là người cố vấn của các anh chị. Đây, Dương Thủy Lê Sự là đúng nè. Đó là các mentor. Được chưa các anh chị? Các mentor là những cái người mà có ví dụ như Hằng là một mentor này. Hằng là mentor 6 sao này các anh chị. Là cái người có kết quả kinh doanh tốt tại Robby. Được chưa? Các anh chị là có kết quả kinh doanh tốt tại Robby, thì các anh chị hẹn gặp những người thành công ấy, những người đã có kết quả rồi, họ sẽ ngồi lại với các anh chị và hướng dẫn các anh chị chọn sản phẩm và giúp các anh chị có được cái mức thu nhập các anh chị mong muốn, và giúp các anh chị lên kế hoạch xây dựng danh sách khách hàng. Được chưa? Cái này là chỉ có người mentor mới làm được thôi. Mentor là người cố vấn. Nếu mà các anh chị chưa biết mentor các anh chị là ai, thì các anh chị vui lòng về nhà hỏi lại cái người mentor. Cái mentor viết như này các anh chị, chữ mentor dành cho anh chị nào không biết viết tiếng Anh. Đây, mentor các anh chị. Thì bây giờ các anh chị hỏi cái người hướng dẫn của mình, cái người mà hỗ trợ mình sử dụng app này kia, đăng ký tài khoản đấy, thì hỏi là gì? Mentor của tôi là ai? Thì tôi muốn gặp cái người đó để ngồi lên kế hoạch, và tháng này tôi sẽ kiếm thu nhập là 10 triệu, 20 triệu. Được chưa? Thì nhắn với cái người đó đó. Cái người chỉ có cái người đó người ta mới biết cách hướng dẫn cho các anh chị chọn cái sản phẩm nào, kinh doanh sao, thu nhập bao nhiêu. Thì các anh chị cứ nói với họ. Được chưa? Được chưa các anh chị? Người hướng dẫn trực tiếp á, thì chỉ là một cái người mà gọi là tạo tài khoản và giới thiệu các anh chị, và họ hướng dẫn cái thao tác căn bản thôi. Còn cái người mà giúp các anh chị thành công ấy và bán được hàng và kinh doanh hiệu quả thì chính là cái người mentor mà Hằng vừa nói, cái là người cố vấn các anh chị. Nên mình ngồi lại và mình cùng lên kế hoạch với họ. Được chưa? Đấy, chị ở nhóm Thu Nguyệt, Hương Yên Thành, Titi, Anna là ai không biết luôn. Hoàng Nga này, Đỗ Ánh, Hoàng Vũ, Lê Hằng, Thúy Hằng, đấy, Như Hảo, Úc My, Mỹ Linh, rồi có nhiều anh chị không phải là mentor đâu, nhưng Hằng không biết là ai luôn. Trịnh Đào, Lê Sự, Hương Duyên, đó, Mỹ Linh, Nguyễn Lương ba sao, rồi đấy, các anh chị biết đấy, đây là những anh chị biết mentor của mình rồi đó. Còn những anh chị còn lại không biết thì vui lòng hỏi lại cái người hướng dẫn của mình nha. Mentor của mình là ai các anh chị? Trong cái kinh doanh này mình phải biết cái người thành công, cái người trưởng nhóm, cái người cố vấn của mình, vì cái người đó là cái người giúp các anh chị thành công nha, không phải là cái người hướng dẫn trực tiếp, mà là người mentor sẽ là người giúp các anh chị đạt được kết quả trong kinh doanh này. Nên các anh chị phải biết cái người đó là ai. Được chưa? Các anh chị là người mới bước chân vào đây
tìm cho hàng cái người nào mentor ở trên của các anh chị và nói họ rằng là tôi muốn đạt được cái từng này, nhập anh hướng dẫn cho tôi được chưa. Đấy nên là quan trọng lắm các anh chị. Rồi tiếp theo các anh chị, một chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ kết thúc cái dâm này khoảng tầm độ 15 phút nữa thôi được chưa. Rồi lập danh sách khách hàng các anh chị, lập danh sách khách hàng lập danh sách khách hàng là một cái bước rất là quan trọng trong cái 7 bước thành công được chưa. Trong 7 bước thành công thì chúng ta sẽ lập một cái bước, một cái danh sách khách hàng rất là quan trọng được chưa. Thì trong cái lập danh sách khách hàng này nó sẽ có những bước như là lúc nãy Hằng có nói, là chúng ta sẽ xây dựng một cái profile cá nhân của chúng ta cho nó đẹp, nó chuyên nghiệp đúng không. Bây giờ khách hàng người ta nhìn vào người ta kêu ơ chị này bán mỹ phẩm mà sao nhìn cái vô, mà cái Facebook của chị nó chả ra một cái người chuyên gia mỹ phẩm gì cả, thì người ta sẽ không có tin tưởng. Nó giống như cái bộ đồ mà Hằng đang mặc các anh chị. Thế nhiều anh chị sao hỏi là ơ sao là sao lại em bán mỹ phẩm mà sao em bán giảm cân mà sao trông em mập thế nhìn em chả ra cái người mà bán giảm cân gì cả đúng không các anh chị. Thì mình phải làm sao đó để mình ra dáng một chuyên gia các anh chị, mình ra dáng một chuyên gia ít nhất là ăn mặc lịch sự này đúng không, và tóc tai gọn gàng, tươm tất khi gặp khách hàng nếu các anh chị gặp trực tiếp. Còn nếu online thì sao, profile cá nhân chính là bộ mặt của các anh chị, Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, tất tật các kênh mà các anh chị bán, các anh chị phải làm cho nó thật đẹp, làm cho nó thật chuyên nghiệp, làm cho nó thật xịn vàng. Rồi sau đó mình bắt đầu hẳn khai trương kinh doanh. Được chưa? Các anh chị những cái gì mà xổ số kiến thiết hay là những cái tác tên, mấy cái xe, mấy cái báo chí này kia, lọc hết, xóa hết cái hàng ẩn hết đi. Để lại một cái Facebook thật là sạch sẽ cho hàng. Sạch sẽ, đẹp đẽ giống như con người của các anh chị vậy đó. Được chưa? Cái Facebook của các anh chị, cái Zalo của các anh chị nó phải đẹp như cái con người của các anh chị. Được chưa? Phải dáng dấp lịch sự rồi xóa hết những cái tin rác ra khỏi cái Facebook của mình. Để lại cái Facebook thật là đẹp. Đăng những cái nội dung thật là xịn sò, thật là đẹp đẽ, làm đẹp là cái Facebook của mình. Sau đó là gì? Khai trương. Khai trương, đăng bài, khai trương, thông báo tất tần tật mọi người là tôi đang kinh doanh. Ở đây có một cái chương trình là khai trương kinh doanh online. Các anh chị có thể lên YouTube, các anh chị search luôn. Được chưa? Đây, anh chị, các anh chị là livestream khai trương. Khai trương kinh doanh Robby. Đấy, các anh chị bấm cái này thôi, nó sẽ ra. Nó sẽ ra là Mai Hậu và Titi Nguyễn. Các anh chị có thể là học hai cái anh chị là mentor này, hai chị mentor này. Được chưa? Là hướng dẫn cho các anh chị cái cách làm sao để mình khai trương kinh doanh online. Được chưa? Thì mình sẽ về nhà mình học thêm cái này. Đó, thì mình sẽ hỏi cái người hướng dẫn của mình có một cái men, có một cái banner á, là thông báo là hướng khai trương siêu thị online này kia đó. Thì các anh chị sẽ làm một cái banner đó để giới thiệu và thêm thư mời đến mọi người. Nói chung là mình sẽ làm một cách rất là chỉnh chu. Càng chỉnh chu bao nhiêu, càng hoành tráng bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có nhiều tiền bấy nhiêu. Được chưa? Rồi. Tiếp theo các anh chị. Tới đâu rồi ta? Đây. Livestream đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần là lập danh sách khách hàng. Chúng ta sẽ khai trương kinh doanh. Chúng ta sẽ có xem thử là trên cái dàn danh sách khách hàng của mình, Zalo, Facebook, rồi tất cả kênh, mình xem thử là có những cái người nào, có những cái người nào ở trên đó và tiềm năng, thì mình cứ gửi hết toàn bộ thư mời cho họ. Mình gửi hết toàn bộ thư mời. Sau đó là gì các anh chị? Sau đó là mình sẽ bắt đầu mình thiết lập cái danh sách tiềm năng. Tức là mình sẽ trao đổi, mình trò chuyện, mình nói chuyện với họ rất là nhiều. Sau đó mình sẽ có một cái danh sách tiềm năng. Ví dụ như các anh chị gửi danh sách cho khoảng tầm độ, gửi cái thư mời cho khoảng tầm độ 100 người. Thì đâu đó sẽ có khoảng tầm độ là 50 người tiềm năng. Tức là người ta có tương tác, người ta có nhu cầu, người ta có ủng hộ các anh chị. Đúng không? Thì 50 người. Thì trong 50 người đó các anh chị nói chuyện với họ. Nó sẽ có những cái vấn đề các anh chị hiểu khách hàng hơn. Những cái nhu cầu, người thì muốn hỏi mua sữa, người thì muốn mua son, người thì muốn mua mỹ phẩm. Thì chúng ta sẽ trao đổi với họ để biết cái nhu cầu của họ. Sau đó là mình sẽ lọc lại khoảng tầm 25 khách hàng, từ 20 cho đến 30 khách hàng thôi. Thì chúng ta sẽ bán hàng cho họ. Và đó chính là cái danh sách khách hàng của mình. Và sau khoảng tháng thứ 2 và tháng thứ 3, các anh chị xây một cái thương hiệu cá nhân các anh chị thật tốt, và các anh chị sẽ bắt đầu tìm kiếm nguồn khách hàng mới. Được chưa? Bằng cách là gì? Sàn thương mại điện tử, sổ tay bán hàng của Robby, sàn thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiki,
YouTube rồi Instagram rồi Zalo rồi Facebook rồi TikTok Shop đúng không? Rất là nhiều nguồn để các anh chị có thể kiếm nguồn khách hàng mới, hoặc là thậm chí là gì, sáng đi ra ăn bún là bán ngay luôn cho bà bán bún, cái kem chống nắng, đứng thấy ngoài nắng thấy thương quá bán kem chống nắng, rồi bà bán cá bán luôn cái gì, bán luôn cái nước rửa tay ví dụ như vậy. Thằng đang ví dụ các anh chị thôi hiểu không? Tức là các anh chị cứ đi ra ngoài các anh chị thấy khách hàng, các anh chị khắp mọi nơi, sáng ra đi tập thể dục ra công viên thấy khách hàng một dàn toàn là tiềm năng, mỗi ngày nói chuyện tìm kiếm một người khách hàng mới thôi, đó là trực tiếp. Còn online thì gì, đi kết bạn, đi mở rộng thêm khách hàng, đi đăng bài trên các nền tảng được chưa, kiểu gì cũng có được khách hàng mới. Rồi quy trình chốt sale, quy trình chốt sale thì ngày hôm nay Hằng không có nói kỹ hơn, tại vì cái này nó để mà Hằng đào tạo các anh chị một cái quy trình chốt sale là bước một làm cái gì nè ha. Chốt sale đầu tiên phải có mối quan hệ với khách hàng này, thứ hai là các anh chị xác định nhu cầu tài chính của khách hàng, nỗi đau đúng không, bước ba các anh chị đưa ra những cái giải pháp để mà giải quyết cho họ, và cuối cùng chúng ta sẽ chốt sale khách hàng. Thì mình sẽ có những cái bước quy trình chốt sale như thế này, nhưng mà Hằng không đào tạo chuyên sâu được bởi vì không đủ thời lượng, với lại các anh chị có buồn ngủ không, các anh chị học có buồn ngủ không ạ? Chứ giờ này là cái giờ mà mình bắt đầu là mình thấy ngáp ngáp rồi đó đúng không, 9:30 là cái giờ này ngáp ngáp rồi các anh chị. Hằng còn đang sợ là gì, chắc vừa rồi là có 100 người đã rời dâm, 80 người nãy nó thấy 400 người, bây giờ còn 330 người, 330 người là khoảng tầm 70 người rồi dâm các anh chị, 70 chú đã gì, đã lên lên giường 70 chú đã lên giường rồi, còn 330 chú vẫn còn ở lại đúng không ạ? À? Hàng sợ giờ này các anh chị buồn ngủ kinh khủng luôn. Nên là gì, cố gắng một chút xíu nữa thôi, gần xong rồi các anh chị, gần xong rồi không buồn ngủ hả? Trời ơi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều luôn. Rồi các anh chị tiếp tục ha, tiếp tục. Hằng chỉ sợ các anh chị nghe Hằng đào tạo buồn ngủ là chết luôn á các anh chị, là về phải xem lại, tự kiểm điểm bản thân mình đào tạo kiểu gì mà 70 anh chị ra đi, lên giường đi ngủ hết rồi, còn lại 330 anh chị, 330 anh chị là những người rất là tuyệt vời, chấp nhận và chờ đợi và hy sinh để ngồi trong đây nghe Hằng đào tạo OK các anh chị, trời ơi các anh chị, cảm ơn các anh chị nhiều nha. Đúng là ca sĩ phải có khán giả vỗ tay hát mới hay các anh chị. OK ha, tỉnh queo hả? Rồi tiếp tục các anh chị, quy trình chốt sale. Thằng nói các anh chị á, mà để mà Hằng đào tạo các anh chị một cái quy trình chốt sale là phải nói đào tạo mỗi cái nội dung này, Hằng đào tạo một buổi là phải làm 3 tiếng đồng hồ thì mới xong cái nội dung chốt sale. Nhiều cái để mà đào tạo lắm các anh chị, được chưa? Ví dụ như cách làm sao mà giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng này. Thứ hai là xác định nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng này. Thứ ba là đáp ứng nhu cầu giải quyết nỗi đau của khách hàng này. Rồi bước thứ tư là chốt sự từ chối, còn bước thứ năm là chăm sóc khách hàng nữa. Nhiều lắm các anh chị, nhưng mà Hằng sẽ mở cho các anh chị về cái kênh YouTube, các anh chị về nhà các anh chị tự xem nha. Không có thời gian để đào tạo đâu. Rugby thì cũng chỉ tới đây thôi các anh chị, còn lại các anh chị tự học. Cái đào tạo nhiều quá. Rồi đây. Chốt xe người bạn, anh chị có thể về nhà các anh chị kiếm cho Hằng là gì, người bán hàng xuất chúng được chưa? Một là các anh chị có thể đây, thì nói chung là nó có nhiều buổi lắm các anh chị, mà mấy cái buổi này cũng hơi lâu rồi. Đây nè, 4 tuần trước nè. Hoặc là các anh chị kênh của Hằng thì không có các anh chị kênh của Hằng thì toàn là không không có bán hàng, nhưng mà nói chung là các anh chị về, các anh chị có thể tìm cái người bán hàng xuất chúng, hoặc là Hằng chỉ cho các anh chị là một người này cũng rất là hay, các anh chị có thể học, là chị thử với các anh chị là ra đơn không lối thoát này, ra đơn không lối thoát đây của chị Lê Sự ha. Đấy, quy trình ra đơn không lối thoát rất là hay của chị Lê Sự nè. Đấy, về nhà học luôn các anh chị nha. Rồi, được chưa các anh chị? Được không? Đấy, nhiều lắm. Rồi, bán hàng Robby. Đấy, nhiều lắm các anh chị. Nó có nhiều cái bài bán hàng. Đây, Mai Hậu nữa các anh chị. Mai Hậu là cũng đào tạo bán hàng hay lắm. Nói chung là các anh chị về nhà, các anh chị kiếm giúp Hằng mấy cái mà bán hàng này kia ha. Rồi rồi OK,
Cần share các anh chị một vài cái thông tin để các anh chị học ha, rồi mình tiếp tục các anh chị. Nói chung là để mà đào tạo được, để mà các anh chị học hết được mấy cái này là nói chung là nó phải có một cái buổi đào tạo rất là chuyên sâu luôn thì mới được, mới đủ được ha. Sau bán hàng thì chúng ta sẽ chăm sóc lại, được chưa? À, chăm sóc lại thì chúng ta sẽ có công thức chăm sóc là 1, 3, 7, 14 thì cái này các anh chị vào học kỹ hơn. Vì bây giờ các anh chị chưa bán hàng á thì hàng đào tạo cái này nó dư thừa lắm. Nhưng mà các anh chị cố gắng làm sao á, ngay từ những cái ngày đầu tiên mà các anh chị bán hàng cho khách á, cố gắng chăm sóc khách hàng theo công thức là 1, 3, 7, 14. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên chăm nè, 3 ngày sau khi dùng chăm tiếp, 7 ngày sau khi dùng chăm tiếp và 14 ngày sau khi dùng các anh chị chăm sóc tiếp khách hàng, giúp khách hàng sử dụng hiệu quả. Thì khách hàng người ta sẽ giới thiệu khách hàng thêm cho các anh chị, được chưa? Nên là một cái người bán hàng giỏi á, là người ta làm tốt không chỉ ở khâu chốt sale mà còn người ta làm tốt là sau bán hàng người ta chăm sóc khách hàng rất tốt. Đến cái mức độ các anh chị cần chăm một người thôi, không cần chăm 100 người mà chỉ cần chăm một khách hàng thôi. Các anh chị có 20 khách hàng mà chỉ cần mỗi ngày các anh chị dành một ngày ra để các anh chị chăm một khách thôi, thì từ cái khách đó có thể có một mối quan hệ đứng đằng sau với khách hàng đó và họ sẽ mang tất cả cho các anh chị luôn. Ví dụ như hàng nói các anh chị ngày xưa hàng bán hàng á, hàng bán hàng á, khách khách thương đến cái mức độ mà giới thiệu luôn con trai luôn cho hàng luôn á các anh chị, muốn hàng làm con dâu luôn đó, bảo là về hàng cưới cưới luôn các anh chị, bảo là con có người yêu chưa đó. Có khách hàng mà anh đó cũng rất là đẹp trai các anh chị đó, du học đó, Việt kiều các kiểu đồ ha, nó tiếc đó mình có người yêu rồi, mình không làm thế nào làm khác được các anh chị đúng không. Rồi còn có khách hàng á là gì, giao ship trái cây từ ở trên Đắk Lắk mà giao xuống tận nơi cho hàng luôn các anh chị, giao trái cây vườn á, giao xuống tận nơi, rồi từ ở dưới miền Tây cũng giao trái cây lên, xong rồi giao đồ ăn các kiểu, nói chung là rất là thương các anh chị, rất là thương. Tức là các anh chị phải làm sao cho khách hàng người ta cảm thấy mình giống như là con cháu trong nhà của người ta vậy á, một cái người thân của họ và họ rất là yêu thương mình. Thì hàng nói các anh chị á, bán cái gì cũng được hết á, và họ còn giới thiệu cho mình thêm một gian họ hàng đằng sau của họ nữa. Cho nên là gì, hàng đã từng bán cho một khách hàng một combo mỹ phẩm là 10 triệu. Sau đó các anh chị biết không ạ? Sau đó là khách hàng đó họ gọi là họ giới thiệu cho hàng khoảng tầm độ thêm ba bốn người khách hàng nữa. Và với ba bốn người khách hàng này á, là họ chỉ cần nói đơn giản thôi, kêu là em cứ lấy cái bộ nào giống y chang cái chị Thắm đó là được, lấy y chang cái bộ của con Thắm nó xài là được cho chị không cần biết bao nhiêu tiền, cứ lấy bộ y chang nó, miễn sao da chị đẹp nha nó là được, nó nói chị rồi. Thế là hàng chỉ cần khách hàng có chị nói với khách hàng, nói với người thân của họ một câu thôi, là gì, cái này ok lắm mày xài đi, chỉ cần một câu thôi các anh chị, là gì, nhà nhà người người của khách hàng nó mua hết các anh chị mua hết luôn và mua đúng bộ 10 triệu. Thế là hàng bán được 3 bộ, mỗi bộ 10 triệu, không cần tư vấn gì hết, 5 phút là mang hàng qua liền luôn các anh chị, mỗi bộ 10 triệu. Các anh chị thấy không ạ? Nên cái quan trọng nó nằm ở chỗ này, cái khả năng các anh chị làm thân và chăm sóc khách hàng tới đâu. Hình dung không? Ok cho các anh chị. Rồi. Nên là đó là cái quy trình mà nó sẽ đi theo cái từng bước như vậy ha. Thứ nhất là quy trình chốt sale, thứ hai là quy trình chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Thì cái này các anh chị học sau ha. Bây giờ làm sao để mình tiếp cận và mình chốt sale khách hàng cái đã, được chưa? Và cuối cùng là các anh chị có một cái tiến trình thành công mà hàng muốn nhắc đi nhắc lại với một cái người bán hàng giỏi, với một cái người muốn thành công trong kinh doanh bán hàng, thì các anh chị cần phải nắm rõ cái quy trình này. Cái tiến trình này nó sẽ bao gồm là gì các anh chị? Thứ nhất là gì? Học. Thứ hai là làm. Và thứ ba là rút kinh nghiệm các anh chị. Nói chung á là cuộc đời của mình các anh chị là cái dây rút kinh nghiệm nó rút hoài nó không hết đúng không ạ? À? Cái dây kinh nghiệm nó rút hoài nó không hết các anh chị. Là sao? Học làm rút kinh nghiệm, học làm rút kinh nghiệm, học xong mà không làm, thứ nhất không học thì đương nhiên là không có cái gì để kinh doanh rồi đó các anh chị. Không học thì muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi phải học, bây giờ không học thì đương nhiên là không giỏi, mà không giỏi thì đương nhiên là sẽ không kiếm được nhiều tiền, đơn giản vậy thôi. Bây giờ không học thì làm sao mà bán được hàng, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà học xong mà không làm thì cũng không có doanh thu, không có lợi nhuận, thì lấy đâu có hoa hồng, được chưa? Rồi nếu mà học xong mà làm mà thất bại mà không biết rút kinh nghiệm thì gì, ông thất bại ông cũng không trở thành mẹ của thành công được. Thất bại là mẹ thành công với điều kiện bạn phải biết rút kinh nghiệm, còn bạn không biết rút kinh nghiệm thì bạn sẽ không bao giờ thành công được.
một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý, một cái định luật, một cái chân lý rất đơn giản các anh chị, mà ai ai cũng phải thừa nhận, đúng không? Các anh chị đồng ý với hẳn không ạ? Cái tiến trình ở đây là gì? Học, làm, rút kinh nghiệm. Và các anh chị khi mà các anh chị rút kinh nghiệm bằng cách là gì? Mình học lại. Khi mình làm, mình chốt sale mà ra đường khách hàng tát một phát, trời ơi, đau quá, không mua hàng, buồn, khóc, về nhà, vui lòng, không bỏ cuộc mà tiếp tục vào vào học Zoom của Hằng Phạm. Vào học Zoom 5 giờ sáng, được chưa? Học, sau đó rút kinh nghiệm và tiếp tục làm người tại, tiếp rút kinh nghiệm tiếp các anh chị. Và cái tiến trình này nó lặp đi lặp lại cho đến khi các anh chị đạt được thành công. Được chưa các anh chị? Nó sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi các anh chị đạt được kết quả. Nên đừng có nghĩ là ở kinh doanh này các anh chị làm 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần các anh chị không bán được hàng, các anh chị bị khách hàng từ chối, các anh chị không có kết quả, bắt đầu các anh chị nản, các anh chị nghỉ, các anh chị bỏ cuộc. Đừng có nghĩ như vậy các anh chị. Cái gì nó cũng cần có cái thời gian. Đó, đi học đại học cũng cần 3 đến 5 năm, đúng không các anh chị? Học đại học cũng cần 3 đến 5 năm, học cao đẳng, học nghề, học trung cấp gì nó cũng cần thời gian. 12 năm trung học ai cũng phải trải qua. 3 năm học đại học, 4 năm học đại học, 3 năm học cao đẳng và trung cấp đều phải trải qua hết các anh chị. Và nếu như không có những cái lớp trung cấp, cao đẳng, đại học thì ít nhất các anh chị cũng phải học gì? Học nghề, đúng không? Phải có vài năm học nghề. Thì cái gì nó cũng có là gì các anh chị? Phải học và phải có bằng cấp. Không có một ông chủ nào thuê các anh chị làm và trả lương cho các anh chị với một người không có kinh nghiệm, không có kiến thức, không có bằng cấp mà các anh chị kiếm được tiền. Các anh chị đồng ý với Hằng không ạ? Các anh chị đồng ý với Hằng không ạ? Cái gì nó cũng phải có một cái tiến trình là học, rồi mình phải có bằng. Bằng xong mình phải làm. Làm là để chi? Có kinh nghiệm, có trải nghiệm. Bây giờ ra trường có cái bằng, có kiếm được tiền không? Không, chỉ làm thực tập được thôi, làm giúp việc, làm phụ việc thôi các anh chị, cho đến khi mà các anh chị thạo việc xong thì họ mới trả lương các anh chị nhiều hơn. Rồi sau đó nếu mà các anh chị làm rút kinh nghiệm, các anh chị làm một cách là gì, làm trong cái lĩnh vực của các anh chị, ví dụ như bây giờ bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nghề gì, nhân viên văn phòng, công chức nhà nước, cái nghề gì mà chả cần phải rút kinh nghiệm, làm lâu thì lên, đúng không các anh chị? Làm trong vòng 3 năm các anh chị mới thạo được việc, và thạo được việc thì 5 năm mới các anh chị mới trở thành một cái người gọi là lành nghề, đúng không các anh chị? Nó phải lành nghề thì ở năm thứ năm các anh chị mới mới kiếm được nhiều tiền. Đó là hàng chị mới nói là làm công ăn lương thôi đấy. Mới cơ bản các anh chị hình dung ở đây nó như một cái môi trường để các anh chị học tập và rèn luyện, được chưa? Và có sai thì có sửa, đơn giản vậy thôi, chứ không có gì cả. Mình cứ nghĩ nó đơn giản là mình sẽ làm được, được chưa? Chứ còn mình cứ đừng cứ suy nghĩ nhiều quá, cứ nghĩ là à học xong rồi không biết có làm được cái không ta, rồi ở giờ nhiều sản phẩm không biết có bán được không, rồi bây giờ bán vậy rồi sao ta, tức là các anh chị nhiều suy nghĩ quá, rồi khách hàng từ chối về buồn, chắc mình không hợp với kinh doanh này. Các anh chị biết Hằng kinh doanh đến bây giờ là mấy năm không các anh chị? Gần 10 năm Hằng đi kinh doanh ở bên ngoài, cộng với kinh doanh ở Robby là 4 năm. 4 năm nữa các anh chị thì Hằng mới có được kết quả như ngày hôm nay. Hằng đứng đây Hằng tự tin Hằng chia sẻ với các anh chị là bởi vì gì? Hằng bị mấy ngàn khách hàng từ chối rồi. Hằng đã tư vấn không biết bao nhiêu người tạt gáo nước mặt, gáo nước lạnh vô mặt Hằng rồi. Thì Hằng mới trở thành con người như thế này được, tự tin như thế này được. Chứ không phải là tự nhiên bỗng dưng Hằng đẻ ra một cái là Hằng là cái người bán hàng giỏi, ăn hay nói giỏi, không phải. Hồi nhỏ Hằng còn bị một cái bệnh là gọi là bị nói là tự kỷ nữa kìa các anh chị. Trầm cảm nữa kìa, không không chỉ nói chuyện với ai hết á. Rất là ít nói. Nhưng mà lớn lên tự nhiên không biết đời xô đẩy như thế nào, cuối cùng đi làm một cái nghề mà nói rất nhiều, tức là nghề bán hàng đó anh chị ha. Người ta nói là gì? Sale, bán hàng, kinh doanh là phải phục vụ khách hàng, đúng không? Mình đi kinh doanh thì mình phải phục vụ đến khách hàng của mình. Người mà phục vụ được càng nhiều khách hàng, giúp đỡ được, giải quyết được vấn đề của càng nhiều khách hàng thì các anh chị càng kiếm nhiều tiền. Người ta nói là gì? Triệu phú là người giúp giải quyết hàng triệu triệu vấn đề của khách hàng trên thế giới, mà tỷ phú là người giải quyết được hàng tỷ cái vấn đề của khách hàng, của hàng tỷ người trên thế giới, thì người ta thành tỷ phú, đơn giản vậy thôi. Các anh chị muốn trở thành một cái người là gì? Triệu phú, tỷ phú, muốn trở thành một người kiếm được nhiều tiền, đúng không? Thì gì? Giúp đỡ càng nhiều khách hàng càng tốt, giải quyết được vấn đề của họ càng nhiều càng tốt, bị càng nhiều khách hàng từ chối càng tốt các anh chị, được chưa? Cố gắng là bị từ chối càng nhiều, được chưa? Cố gắng bị từ chối càng nhiều nha, được chưa? Các anh chị comment lên phần công chat đi,
cố gắng để từ chối càng nhiều. Ai đời ngộ vậy không các anh chị ha? À, ai đời ngộ vậy ha? À, cố gắng nỗ lực là để người ta đồng ý, chứ ai nỗ lực để người ta từ chối càng nhiều. Nhưng mà cái mà định luật rất đơn giản là cái người thành công là người ta bị từ chối nhiều lần. Bestseller là người bị từ chối nhiều hơn những người bán hàng bình thường. Nó đơn giản vậy thôi các anh chị. Càng nhiều sự từ chối thì các anh chị có càng nhiều, đúng rồi, càng từ chối thì bắt đầu có cơ hội mới sẽ mở ra cho các anh chị. Đằng sau cơn mưa, các anh chị chỉ thấy được cái gì? Cầu vồng. Bình thường trời nắng làm sao thấy được cầu vồng, đúng không? Đằng sau cơn mưa mới thấy được cầu vồng. Thì muốn có những cái gì nó tốt đẹp nhất, các anh chị phải trải qua những cái thử thách, những cái chông gai chứ. Thì bây giờ làm thì nó phải có gì? Ra trường rồi trải nghiệm, rồi học việc, rồi thử việc, rồi tùm lum tá lả một mình, rồi xếp la vài chục lần đi, rồi các anh chị mới giỏi lên được. Và khi các anh chị giỏi rồi thì các anh chị sẽ gì? Kiếm được nhiều tiền, đơn giản vậy thôi. Bác sĩ lâu năm, giáo viên lâu năm, lúc nào mà chả kiếm được nhiều tiền hơn những người mới vào nghề, đúng không ạ? À, cho nên là Hằng cũng vậy thôi. Hằng vào trước các anh chị, Hằng vào 4 năm thì đương nhiên Hằng Hằng mới được ngồi đây, đúng không? Còn các anh chị mới vào, đơn giản vậy thôi. Cho nên là gì? Hãy cố gắng tiếp tục ha. Rồi, ok, học làm rút kinh nghiệm xong được chưa các anh chị? Ok không ạ? À, sau hôm nay thì về nhà là lập mục tiêu, một cái kế hoạch làm việc, rồi sau rồi bắt đầu đi bán hàng nha, hay là ngồi ngồi chơi. Học xong cái này rồi đi về bán hàng hay là ngồi chơi các anh chị? Học xong là về phải thực hành hay là ngồi chơi, hay là ngồi ngó, hay là ngồi suy nghĩ, hay là ngồi lựa chọn, hay là ngồi bây giờ là gì? Ờ thôi chắc không hợp cái này, đi kiếm cái khác. Sao các anh chị? À, sau cái này là về làm gì? Sau cái này về làm gì các anh chị? Bài tập của ngày hôm nay là về làm gì ạ? Bài tập ngày hôm nay Hằng nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất là về gì? Ngồi lại, bắt đầu ngồi lập kế hoạch với người mentor cố vấn của mình là gì? Lên sản phẩm nè, lựa chọn sản phẩm, lựa chọn nhà cung cấp, lên mục tiêu tháng này bán bao nhiêu, doanh lợi nhuận bao nhiêu, doanh số bao nhiêu. Được chưa? Rồi, lập danh sách khách hàng, khai trương kinh doanh. Được chưa? Thông báo hết tất cả mọi người và tôi đang kinh doanh cái này cái kia. Ok cho các anh chị. Được chưa ạ? Đồng ý nha. Rồi, ngồi đến giờ này là xác định bán hàng chứ. Rất quá tuyệt vời. Bạn sáng quá tuyệt vời luôn anh sáng sáng quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi. Lập kế hoạch mục tiêu đúng không? Ok, rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chắc là mình sẽ kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Và các anh chị cũng trải qua với Hằng là 2 tiếng đồng hồ rồi. Các anh chị là những người rất là tuyệt vời, rất là xuất sắc. Ít nhất là các anh chị cũng đã có được cái sự kiên trì với cái buổi học ngày hôm nay. Còn những anh chị rời dâm sớm là các anh chị không đủ kiên trì. Với cái việc học thì chắc chắn là các anh chị sẽ không nhận được những cái giá trị về sau, thì cũng sẽ không có kết quả tốt. Ok ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Hằng có thể bật mic cho mọi người để chào nhau nha. À, hẹn mọi người 5 giờ sáng ngày mai nhé. 5 giờ sáng Rồi, cảm ơn chị Miss Thằng nha. Bài học hôm nay thoải mái chị. Quá. Cảm ơn chị Hằng nha. Chào mọi người nha. Chào tất cả mọi người nha. Chào bạn Hằng nha. Nhà mình nha. Chào cô đấy nha. Cô. Chào cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn Hằng rất là nhiều. Chào cả nhà. Chào xin chào.